Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh. Tập 180. Chương 1791, bộ đồ cuối cùng. Nghe được Lý Thiên Hào trước khi đi, điều này làm cho Thiết Thụ Ông không khỏi hãi hùng khiếp vía, trong lúc nhất thời lo lắng, không biết là vui hay là buồn. Gần đây Tề Lâm Đế gia muốn cử hành một trận khảo hạch, ngày cử hành khảo hạch, toàn bộ Tề Lâm cảnh sẽ giới nghiêm, sẽ có đại nhân vật tự mình chủ trì trận đại hội này. Hiện tại Lý Thất Dạ gây ra phong ba lớn như vậy, cùng nhiều đại giáo môn hạ của Tề Lâm Đế gia là địch. Vạn nhất Nam Dương Thế gia, gia Nhật Môn bọn họ ở trước mặt Tề Lâm Đế gia quạt gió châm lửa. Cái này không chỉ là sẽ vì Lý Thất Dạ đưa tới đại địch, cái này cũng có thể để cho bọn họ Thiết Thụ Môn hôi phi yên diệt. Chính là bởi vì như thế, điều này làm cho Thiết Thụ Ông hãi hùng khiếp vía, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết thiết tâm đi theo Lý Thất Dạ, đây rốt cuộc là chúc hay phúc. Lúc này Thiết Thụ Ông cũng không có lựa chọn, bất kể là họa hay phúc, hết thảy của Thiết Thụ Môn bọn họ đều đặt ở trên người Lý Thất Dạ. Quan gia, đi thong thả, không tiễn. So với Thiết Thụ Ông lo lắng đề phòng mà nói, Thánh Lão Lục ngược lại là hết sức nhẹ nhõm. Tại thời điểm bọn Lý Thiên Hào đi xa, hắn y nguyên lớn tiếng chào hỏi. Sau khi đám người Lý Thiên Hào đi, Lý Thất Dạ mới chậm rãi nhìn Thánh Lão Lục một cái, nhàn nhạt nói, sao ngươi cũng chạy tới Cuồng Thần Hung Địa? A, tiên sinh, ngươi ngàn vạn chớ hiểu lầm, tiểu nhân cũng không phải là đi theo tiên sinh tới. Lý Thất Dạ chỉ là một câu nói nhàn nhạt, Thánh Lão Lục lập tức hãi hùng khiếp vía, hắn vội nói, a, tiểu nhân chỉ là muốn đến nhặt chút tiện nghi. Cái này không phải, đồn đại nói nơi này chính là địa phương Cuồng Thần bị bắn chết, hắc hắc. Nghe nói năm đó thi thể Cuồng Thần tung tích không rõ, cho nên hôm nay ta tới đây đụng đại vận, không nghĩ tới sẽ gặp được tiên sinh ở chỗ này. Cũng được, ta cũng đang cần một cu ly, ngươi tới cũng tốt. Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng khoát tay nói ra. Chỉ cần tiên sinh cần dùng đến tiểu nhân, tiên sinh phân phó là được. Nghe được Lý Thất Dạ có ý dùng mình, hai mắt hắn lập tức tỏa sáng, so với chứng kiến Kim Nguyên Bảo còn muốn sáng hơn, lập tức xoa xoa hai tay, hưng phấn nói. Bản thân Thánh Lão Lục hắn là lai lịch hết sức kinh người, kiến thức cũng hết sức uyên bác, cường giả bình thường, dù là truyền nhân của đế thống tiên môn, hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng Lý Thất Dạ thì khác, chỉ có trong nội tâm Thánh Lão Lục minh bạch, cự phách như Lý Thất Dạ kia là cao không thể chạm, nếu như có thể leo lên cự phách như vậy, cả một đời được lợi vô cùng. Mặc dù Thánh Lão Lục không rõ vì cái gì cự phách giống như Lý Thất Dạ sẽ lấy thân phận phàm nhân đi lại ở phàm thế, hắn cũng không dám đi hỏi, nhưng Thánh Lão Lục hiểu được, ở trong thời đại tương lai nhất định sẽ có sự tình kinh thiên. Đây cũng là nguyên nhân Thánh Lão Lục quyết tâm cùng Lý Thất Dạ, trực giác nói cho hắn biết, đi theo Lý Thất Dạ tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời, trực giác của hắn chưa từng có bỏ qua, đuổi theo đi. Đối với bộ dáng hưng phấn của Thánh Lão Lục, Lý Thất Dạ chỉ tùy ý cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Lý Thất Dạ mang theo đoàn người Thánh Lão Lục tiếp tục đi về phía trước, Lý Thất Dạ cẩn thận thăm dò Cuồng Thần Hung Địa một phen, cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt ở chỗ sâu trong Cuồng Thần Hung Địa. Các ngươi ra ngoài trước đi, Quan Thần Phong ở bên ngoài chờ ta. Lý Thất Dạ nhìn chỗ sâu Cuồng Thần Hung Địa, phân phó đám người Thiết Thụ Ông nói, hắn chuẩn bị tiến vào chỗ sâu Cuồng Thần Hung Địa. Đám Thiết Thụ Ông không dám nói thêm gì, khom người thật sâu hướng Lý Thất Dạ. Thời điểm rời đi, Thẩm Hiểu San ở bên người Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, bảo trọng, ngươi phải cẩn thận một chút. Sau đó mới đi theo Thiết Thụ Ông bọn họ rời đi. Đi thôi, vào xem, nên đi ra cuối cùng sẽ đi ra, phiến thiên địa này tĩnh mịch đã lâu, cũng nên là thời điểm khô mộc bồng sinh rồi. Lý Thất Dạ phân phó Thánh Lão Lục nói. Thánh Lão Lục không nói hai lời, lập tức đi theo, thậm chí có thể nói là hết sức hưng phấn. So với đám Thiết Thụ Ông, Thánh Lão Lục hiểu rõ Cuồng Thần Hung Địa hơn, nhưng từ cử chỉ của Lý Thất Dạ đến xem, Thánh Lão Lục hiểu rõ Lý Thất Dạ hiểu được nhiều hơn hắn, hắn không cần phải múa rìu qua mắt thợ trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mang theo Thánh Lão Lục đi về phía trước, thỉnh thoảng thăm dò một phen Cuồng Thần Hung Địa, hắn đối với mảnh đại địa này thăm dò rất cẩn thận. Tiên sinh vì sao mà đến? Đi theo Lý Thất Dạ một đoạn đường,
Thánh lão Lục không sợ trời không sợ đất lúc này cũng đánh bạo, nhẹ giọng hỏi. Vì sao ngươi lại đến đây? Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Thánh lão Lục một cái, nhàn nhạt nói. A, không dám giấu tiên sinh, tiểu nhân là vì bảo vật mà đến. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, Thánh lão Lục căn bản cũng không dám giấu giếm, vội nói. A, đại nhân cũng nên biết, năm đó đệ nhất tiễn tiên đế cách xa ức vạn tinh không một mũi tên bắn chết cuồng thần. Về sau thi thể cuồng thần một mực không rõ tung tích, cho tới bây giờ không có người tìm được, cho nên tiểu nhân lớn mật suy đoán, thi thể cuồng thần nhất định còn ở nơi này. Nói có đạo lý, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một cái nói. Thánh lão Lục cười gượng một tiếng, nói nếu thi thể cuồng thần còn ở nơi này, vậy bảo vật vẫn còn. Đừng nói là bảo vật một thân cuồng thần, chính là mũi tên đệ nhất tiễn tiên đế bắn chết cuồng thần năm đó, đó cũng là hung khí độc nhất vô nhị, nếu có thể đạt được, cũng là một thu hoạch lớn. Chỉ vì thế mà tới sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, tiểu nhân thật sự không có ý gì khác. Bị Lý Thất Dạ liếc qua, điều này làm cho Thánh lão Lục có chút hãi hùng khiếp vía, vội vàng chứng minh sự trong sạch của mình. Với xuất thân của ngươi, ta không tin ngươi chưa từng nghe một số lời đồn. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lời này của Lý Thất Dạ khiến Thánh lão Lục ngây người một chút, hắn không khỏi nói, tiên sinh, lời đồn này là thật sao? Cái này trước kia ta cũng không phải là vô cùng tin tưởng, thật hay giả cũng vừa thật. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, chẳng lẽ năm đó cuồng thần thật sự nhận được một bảo vật cực kỳ nghịch thiên, thậm chí có thể đuổi sát Thương Thiên Binh Thư hoặc vượt qua Thương Thiên Binh Thư. Lời này của Lý Thất Dạ lập tức khiến Thánh lão Lục giật nảy mình, vội vàng nói, chẳng lẽ đây là bộ trang phục chân tiên xào trang. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi nghĩ quá nhiều, chân tiên xào trang, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Nếu như là chân tiên xào trang, chỉ sợ đại đế tiên vương 13 châu, cửu giới tiên đế đã sớm ngồi không yên, còn đến phiên ngươi tới nhặt bảo. Vạn cổ đến nay, chân tiên xào trang cũng bất quá xuất hiện 5 bộ mà thôi. Tiên sinh nói cũng đúng, ta hồ đồ. Thánh lão Lục cảm thấy lời này cũng là đạo lý, nói nếu như cuồng thần năm đó thật sự có bộ trang phục chân tiên, hắn cũng không có khả năng chết thảm dưới một tiễn của đệ nhất tiên đế. Trang bị chân tiên, vạn cổ tới nay cũng chỉ có 5 kiện mà thôi, đây là đồ vật ngay cả đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới đều vì nó truy đuổi, đương nhiên không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Tuy không phải là bộ trang phục chân tiên, nhưng năm xưa cuồng thần đã có được một bộ trang bị, ý nghĩa của nó vô cùng quan trọng. Nếu không cuồng thần cũng sẽ không vội xung kích đồ đằng thứ 12. Hắn cũng muốn sau khi trở thành cổ thần, tế luyện bộ trang bị này thật tốt, sáng tạo ra kỳ tích. Hắn muốn dựa vào bộ trang bị này để trở thành thần linh mạnh nhất trên đời. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, bộ trang phục gì? Hai mắt Thánh lão Lục không khỏi sáng ngời, hắn cũng nghe qua một ít truyền thuyết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở truyền thuyết, không ai biết năm đó cuồng thần cụ thể đã đạt được thứ gì. Bộ đồ trắng. Lý Thất Dạ bình thản nói, bộ đồ trắng. Nghe Lý Thất Dạ nói, Thánh lão Lục không khỏi hơi kinh ngạc một chút, đối với rất nhiều người mà nói. Bộ đồ trắng cũng là bộ đồ rất không tệ, đương nhiên đối với Thánh lão Lục hắn mà nói không tính là cái gì. Không phải là sáo trang trắng phá vạn chứ. Lấy lại tinh thần, Thánh lão Lục nghĩ đến một truyền kỳ, không khỏi hoảng sợ, thất thanh kêu to. Bộ đồ trắng là bộ đồ cấp thấp nhất trong tất cả các bộ đồ, nhưng bộ đồ trắng có ưu thế mà các bộ khác không có, số lượng đạo phôi của bộ đồ trắng sẽ vượt xa những bộ đồ khác. Cho nên so với những bộ đồ khác, bộ đồ trắng là cấp thấp nhất, nhưng khi số lượng bộ đồ trắng đột phá giới hạn nhất định, đó là hết sức kinh thiên. Đối với sáo trang trắng mà nói, 600 đạo phôi là cực hạn, đột phá 600 đạo phôi tạo thành sáo trang, như vậy sáo trang trắng như vậy đã có bay vọt về chất. Trên thực tế, trên thế gian này có 600 đạo phôi mặc đồ trắng rất hiếm, rất hiếm. Về phần phá thiên mặc đồ trắng thì chính là lông phượng sừng lân. Còn có một truyền thuyết, bạch sáo trang có thể phá vạn, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, tục nhân trên thế gian căn bản chưa từng thấy phá vạn bạch sáo trang. Bọn họ càng không thể tưởng tượng phá vạn sáo trang đến tột cùng là tồn tại như thế nào. Thế gian thật sự có hơn vạn bộ đồ trắng sao? Thánh lão Lục cũng không khỏi có chút thất thần, nói, tại thập tam châu hoàn toàn chứng thực được công bố bộ đồ trắng nhiều nhất là 7.777 đạo phôi tạo thành bộ đồ trắng. Được xưng là bộ đồ trắng mạnh nhất thế gian, do một vị thượng thần sở hữu. Truyền thuyết liên quan tới bạch sáo trang, Thánh lão Lục biết rất nhiều,
hắn cũng nghe qua truyền thuyết Bạch Sáo Trang phá vạn. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa từng được chứng thực qua, thế gian cũng chưa từng nghe nói có ai tận mắt thấy qua Bạch Sáo Trang phá vạn xuất hiện. 7.777 đạo phôi tạo thành Bạch Sáo Trang cũng có thể xưng là mạnh nhất. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói, vậy ngươi để 9.999 đạo phôi tạo thành Sáo Trang màu trắng ở đâu? 9.999. Nghe được con số này, Thánh Lão Lục hít một hơi khí lạnh, đứng ở nơi đó. Qua một hồi lâu, hắn nhảy dựng lên, giật mình nói, cái truyền thuyết này là thật. Trung cực Sáo Trang trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Không sai, đích thật là có tồn tại, nó cũng là bộ đồ trắng cường đại nhất trước mắt cũng là đạo phôi nhiều nhất. Lý Thất Dạ gật đầu nói, 9.999 bộ đồ trắng nha. Thánh Lão Lục nhất thời thất thần, lẩm bẩm nói, mặc dù nói bộ đồ trắng như vậy không thể so sánh với bộ đồ chân tiên, nhưng chỉ sợ có thể quyết phân cao thấp với binh thư thương thiên. Bộ đồ trắng trung cực duy nhất xuất hiện đương thời, nó cũng thật sự có mị lực độc nhất vô nhị của nó. Lý Thất Dạ cũng không thể không gật đầu nói. Trong lúc nhất thời Thánh Lão Lục cũng mơ màng vô tận, Sáo Trang trung cực, đây là Sáo Trang như thế nào? Sáo Trang này do 9.999 đạo phôi hình thành, uy lực cường đại, điều này thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chương 1792, Thánh Đế. 9.999 đạo phôi. Qua một hồi lâu sau, Thánh Lão Lục mới phục hồi tinh thần lại, hắn không khỏi trừng mắt nói, bộ đồ trắng trung cực này thật sự tồn tại. Thánh Lão Lục xuất thân cực kỳ kinh người, trước kia hắn cũng từng nghe qua một ít truyền thuyết có quan hệ tới trung cực Bạch Sáo Trang. Chỉ bất quá những truyền thuyết này đều là hết sức mờ ảo, không có bất kỳ căn cứ sự thật gì, thậm chí có thể nói là tin đồn thất thiệt. Chính vì như vậy, cho dù đã nghe nói qua truyền thuyết như vậy, Thánh Lão Đầu vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi đối với sự tồn tại của trung cực Bạch Sáo Trang. Thánh Lão Lục lấy lại tinh thần nói, bộ đồ trắng trung cực này ở trong tay người nào? Chẳng lẽ thật sự giống như trong truyền thuyết, chỉ có Đại Đế Tiên Vương tài giỏi nhất mới có thể có nó sao? Cũng được coi là vậy, bộ đồ trắng này có thể nói là một trong những bộ đồ tối thượng. Bộ đồ này đạt được không dễ dàng như vậy, đã từng là nghị trí cùng đạo tâm 10 phần khảo nghiệm một người. Năm đó người có thể có được bộ đồ trắng này cũng thật là 10 phần giỏi, ở dưới tình huống đó, hoặc là cũng chỉ có Đại Đế Thánh Hiền như hắn mới có thể có được bộ đồ trắng này. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, thật sự là bị Thánh Đế đạt được bộ đồ trắng này. Nghe được Lý Thất Dạ khẳng định như vậy, Thánh Lão Lục không khỏi nhảy dựng lên, nói, truyền thuyết của Phiêu Miểu dĩ nhiên là thật. Thật sự là Thánh Đế có được bộ đồ cuối cùng. Trong lúc nhất thời, Thánh Lão Lục cũng bị chứng thực này làm cho giật mình. Năm đó đích thật là từng có truyền thuyết như vậy, nhưng truyền thuyết như vậy lại phiêu miểu hư vô. Không có bất kỳ sự thật nào có thể chứng thực chuyện này, cho nên Thánh Lão Lục cũng đối với chuyện này vẫn ôm thái độ hoài nghi. Thánh Đế, hắn đúng là một người rất giỏi. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, Thánh Đế là một vị đại đế khiến cho hậu thế kính ngưỡng. Thánh Lão Lục cũng không khỏi vì đó mà nghiêm nghị khởi kính nói, bao nhiêu đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế đối với Thánh Đế đều là kính nể ba phần đấy. Đại Đế Tiên Vương, Tiên Đế cửu giới, bất luận là cái nào, chỉ cần chân chính dính vào một chữ đế vậy cũng đã là vô cùng khó lường. Tại trước chữ đế lại thêm một chữ thánh, đó là bực nào khó lường, là cử thế vô song bực nào. Nhắc tới danh xưng Thánh Đế này, ở trong 13 châu chỉ có một người, đó chính là Thánh Đế. Cũng chỉ có hắn mới có thể chịu đựng được cái đế hiệu này. Cũng chỉ có một cái đế hiệu như hắn có thể được đến rất nhiều đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới tán đồng. Thánh Đế cũng không phải là hắn cường đại bao nhiêu, cũng không phải là hắn có được mấy cái thiên mệnh. Tương phản, Thánh Đế có được thiên mệnh ở bên trong chư đế là một trong những vị tiên đế ít nhất. Nhưng cho dù Thánh Đế có được thiên mệnh rất ít, hắn y nguyên đáng giá chư vị đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới đi tôn kính. Lúc Thánh Đế còn trẻ tư chất của hắn rất kém cỏi. Thậm chí có thể nói hắn vô cùng ngu dốt, thậm chí gọi hắn là ngu ngốc cũng không quá đáng. Từ nhỏ Thánh Đế đã bắt đầu tu luyện, nhưng mãi đến khi 100 tuổi mới đột phá đạo trần cảnh giới. Mất trọn vẹn 100 năm mới đột phá đạo trần cảnh giới, thử nghĩ một chút đây là trình độ như thế nào. Phải biết rằng, cảnh giới đạo trần chính là cảnh giới thấp nhất trong 13 châu tu luyện cảnh giới, thiên tài chỉ dùng 2-3 ngày là có thể đột phá cảnh giới đạo trần. Tư chất kém, tu sĩ thiên phú kém cũng chẳng qua là dùng 1-2 năm cũng nhất định có thể đột phá cảnh giới đạo trần.
Cho dù là người phàm ngu ngốc đến không thể ngốc hơn nữa, nếu cho hắn 2-30 năm thời gian tu luyện, một người phàm như vậy cũng có thể đột phá cảnh giới đạo trần. Nhưng mà Thánh Đế từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, hơn nữa hắn xuất thân từ đại môn phái, nhưng lại tu luyện ước chừng 100 năm mới đột phá cảnh giới đạo trần. Đây là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Cho nên lúc Thánh Đế còn trẻ, trưởng bối của hắn đều tuyệt vọng với hắn, đều cảm thấy hắn là gỗ mục không thể điêu khắc. Nhưng Thánh Đế vẫn kiên trì, hắn từng bước một đi tới, một mình đi về phía trước. Nếu như nói Thánh Đế 100 năm mới đột phá cảnh giới đạo trần ở bên trong Đại Đế Tiên Vương sáng tạo ra một kỳ tích, như vậy một kỳ tích khác của Thánh Đế chính là không còn có vị Đại Đế Tiên Vương nào đánh vỡ qua. Thánh Đế trong cuộc đời chỉ mở 3 mệnh cung. Đây là Đại Đế Tiên Vương trong tất cả Đại Đế Tiên Vương nắm giữ mệnh cung ít nhất. Tu sĩ trên đời đều hiểu một đạo lý, mệnh cung càng nhiều, liền mang ý nghĩa càng cường đại, một mệnh cung có thể gánh chịu một cái thiên mệnh, Tiên Vương Đại Đế có được thập nhị mệnh cung chính là cực hạn. Mặc dù nói không phải mỗi một vị Đại Đế Tiên Vương đều có được 12 mệnh cung, cũng không phải là nói có được 12 mệnh cung mới có thể trở thành Đại Đế Tiên Vương. Trên thực tế cũng có không ít tu sĩ thiên tài có được 12 mệnh cung cuối cùng cả đời cũng không có thể trở thành Đại Đế Tiên Vương. Bất kể nói thế nào, tuyệt đại đa số Đại Đế Tiên Vương, bọn họ có thể gánh chịu thiên mệnh, trở thành vô địch. Trong bọn họ đa số là có được mệnh cung 6 hoặc 6 cái trở lên, không ít Đại Đế Tiên Vương vẫn là có được 9 hoặc 10 mệnh cung. Có thể nói, từ vạn cổ đến nay người có được 3 mệnh cung rồi lại trở thành Đại Đế cũng chỉ có một mình Thánh Đế mà thôi. Tu sĩ 13 châu chỉ cần một đường đi tiếp, khi ngươi có thể đột phá cảnh giới đạo tôn, ngươi cả đời có 3 cơ hội mở mệnh cung. Nói cách khác, chỉ cần đạo hạnh của ngươi ở trên cảnh giới đạo tôn, vậy ít nhất là có được 3 mệnh cung trở lên. Mà thánh sư cả đời chỉ khai phá 3 mệnh cung, điều này cũng có nghĩa là mỗi một lần hắn mở mệnh cung đều là 10 phần gian nan, mặc dù là như thế, cuối cùng vẫn để cho hắn khai phá thành công. Đây cũng là từ một khía cạnh khác chứng thực thánh sư lúc còn trẻ quả thật là tư chất kém cỏi, không thích hợp tu hành. Trên thực tế điều này cũng không cần chứng thực, thánh sư tuổi nhỏ xuất thân không kém, hắn đã từng bái cường giả làm sư phụ. Trong số trưởng bối hắn trải qua, rất nhiều người đều cho rằng thánh sư không thích hợp tu luyện. Trưởng bối của thánh sư đã từng hảo tâm khuyên thánh sư từ bỏ tu luyện, vui vẻ làm một phàm nhân giàu có. Nhưng mà, cho dù tư chất có kém hơn nữa, vẫn là không ngăn được thánh sư hướng tới đại đạo, một đường đi tới, côn bằng tiến lên. Cuối cùng không thể tưởng tượng nổi chính là lại để cho hắn kiên trì đến cuối cùng, ở trong năm tháng tu luyện dài dòng buồn chán. Cuối cùng để thánh sư đi thông đại đạo đỉnh phong, cuối cùng để cho hắn gánh chịu thiên mệnh, trở thành một đời thần đế vô song. Thánh đế ở bên trong tất cả đại đế tiên vương, hắn cũng không phải là cường đại đến cỡ nào, nhưng cho tới nay hắn được rất nhiều đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế tôn kính. Bởi vì thánh đế có một khỏa đạo tâm đối với đại đạo siêng năng không mệt mỏi, bất luận như thế nào, chỉ bằng vào điểm này liền đáng giá chư vị đại đế tiên vương đi tôn kính. Ở trong năm tháng dài dòng của 13 châu, đã từng xuất hiện đại đế tiên vương kinh diễm tuyệt thế, có được đại đế tiên vương có được 12 thiên mệnh. Nhưng mà không có đại đế tiên vương nào có thể để cho chư vị đại đế tiên vương từ đáy lòng xưng một tiếng thánh hiền. Thậm chí ngay cả Trung Nam thần đế có được 12 thiên mệnh và thế đế tuyệt thế vô song như vậy cũng từng tôn xưng thánh đế một tiếng thánh hiền. Có thể nói thánh đế cũng là người duy nhất trong tất cả đại đế tiên vương có thể chân chính để chư vị đại đế tiên vương tôn xưng một tiếng thánh hiền. Biết được thánh đế có trung cực sáo trang, thánh lão lục cũng không khỏi ngây ngốc một chút, hắn phục hồi tinh thần lại, không khỏi hiếu kỳ nói. Bộ trung cực như vậy chính là duy nhất trên thế gian này nha, thánh đế có được trung cực sáo trang như vậy, hắn là cường đại cỡ nào đây? Có dạng này sáo trang, hắn đến tột cùng có thể cùng thế nào đại đế tiên vương tranh phong đây? Mặc dù nói thánh đế chỉ có 3 thiên mệnh, nhưng hắn là đại đế có được bộ đồ tối thượng. Có bộ đồ tối thượng như vậy, điều này không hề nghi ngờ ở một mức độ nào đó đã tăng lên thực lực của thánh đế. Ngươi sai rồi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, thánh sư chỗ ghê gớm cũng không phải là hắn có được một kiện trung cực bộ đồ như vậy. Cũng không phải là hắn cường đại bao nhiêu, chỗ ghê gớm nhất của hắn là có được một khỏa đạo tâm kiên định không thay đổi. Nói tới đây, Lý Thất Dạ chỉ trái tim, nói, tồn tại của thánh đế chính là nói cho thế nhân, đại đạo nhiều gian khó, có được một viên đạo tâm vô cùng kiên định so sánh cái gì cũng trọng yếu. Coi như ngươi là một người ngu ngốc, chỉ cần đạo tâm ngươi bất động, có một ngày ngươi cũng có cơ hội trở thành đại đế tiên vương.
Nếu như bình thường có người nói ra lời như vậy, Thánh Lão Lục có lẽ sẽ khịt mũi coi thường, nhưng mà khi tồn tại như Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy. Hơn nữa Thánh Đế chính là ví dụ tốt nhất, cái này khiến Thánh Lão Lục cũng không khỏi lâm vào trong suy nghĩ thật sâu. Thời điểm Thánh Lão Lục ngẩn người, Lý Thất Dạ đã tiếp tục đi về phía trước, hướng chỗ sâu trong cuồng thần hung địa đi đến. Thánh Lão Lục phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo, hắn lấy lại tinh thần, hai mắt tỏa sáng, cười hắc hắc nói, tiên sinh. Nói như vậy cuồng thần năm đó chiếm được một bộ trang phục độc nhất vô nhị, chẳng lẽ là có thể so sánh với bộ đạo cuối cùng của Thánh Sư. Thế nào, muốn sao? Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Thánh Lão Lục một cái, phong khinh vân đạm nói. Bị Lý Thất Dạ liếc mắt một cái nhẹ bẫng này, lập tức khiến Thánh Lão Lục hãi hùng khiếp vía. Hắn lập tức giơ hai tay lên thể nói, không, 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 tiểu nhân tuyệt đối không dám tranh bảo vật với tiên sinh coi trọng bảo vật nơi này, như vậy tất cả bảo vật nơi này đều là của tiên sinh. Ai dám cùng tiên sinh đoạt bảo vật, chính là gây khó dễ với Thánh Lão Lục ta, Thánh Lão Lục ta là người thứ nhất sẽ không nhường qua hắn. Đối với lời nói của Thánh Lão Lục, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười lắc đầu, nói, coi như ngươi muốn tranh với ta, ngươi cũng tranh không lại ta. Đúng vậy. Đúng vậy, tiên sinh vừa ra tay, vạn vực đều kinh ngạc, ánh sáng đom đóm như ta làm sao có thể tranh sáng với trăng sáng như tiên sinh đây? Thánh Lão Lục vội vàng nói. Thánh Lão Lục nói lời này cũng không hoàn toàn là nịnh bợ Lý Thất Dạ, cũng không hoàn toàn là vì vỗ ngựa của Lý Thất Dạ, loại cự phách như Lý Thất Dạ này xuất thế. Nếu như hắn thật là muốn tranh một kiện đồ vật nào đó, giữa cả thế gian còn có ai có thể chống đỡ được bước tiến của hắn? Trừ phi là có Đại Đế Tiên Vương xuất thế. Đại Đế Tiên Vương xuất thế, đó là sự tình nói dễ vậy nào, không phải chọc thủng trời, Đại Đế Tiên Vương bình thường căn bản cũng sẽ không xuất thế. Cho nên, ở trong mắt Thánh Lão Lục, ai cùng Lý Thất Dạ đoạt đồ vật, đó chính là tự tìm đường chết. Đối với Thánh Lão Lục mà nói, Lý Thất Dạ cũng chỉ cười nhạt một tiếng, nói, năm đó cuồng thần thật là đạt được một cái tạo hóa độc nhất vô nhị, dưới xảo duyên của hắn, đạt được một cái đạo tài hiếm thấy trên đời. Từ trong đạo tài này cắt ra một bộ bạch sáo trang, cái bạch sáo trang này hết thảy có 8.888 đạo phôi. Bộ đồ trắng 8.888 đạo phôi. Nghe thấy vậy, Thánh Lão Lục không khỏi hít một hơi lạnh, lời này có thể nói là làm hắn chấn động. Đây cũng không phải là truyền thuyết, đây là đồ vật chân thật tồn tại. Hơn nữa một kiện sáo trang độc nhất vô nhị như vậy ngay tại cuồng thần hung địa này, điều này có thể làm cho hắn không bị rung động sao? Nếu như nói tin tức này truyền đi, đây tuyệt đối là rung động toàn bộ thập tam châu, đây tuyệt đối là có thể để cho vô số tu sĩ cường giả điên cuồng. Tuyệt đối sẽ có thượng thần ngồi không yên, thậm chí là có thể kinh động Đại Đế Tiên Vương. Đây, đây, đây là bộ đồ cuối cùng nha. Phục hồi lại tinh thần, Thánh Lão Lục cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mặc dù trong cuộc đời hắn đã gặp qua rất nhiều bảo vật, nhưng nếu như nói bộ đồ cuối cùng như vậy, hắn thật đúng là chưa thấy qua. So với bộ đồ trung cực trong tay Thánh Đế thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu, nói, dù sao cũng là đạo phôi kém hơn một vạn, loại khoảng cách này trước khi trở thành Đại Đế hoặc là không rõ ràng. Nhưng một khi trở thành Đại Đế Tiên Vương, loại khoảng cách này liền trở nên 10 phần cách xa. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1793, vào chỗ sâu trong hung địa. Nhưng đây chung quy là sáo trang 8.888 đạo phôi nha. Thánh Lão Lục vẫn hưng phấn cùng giật mình nói, bộ trang phục như vậy đối với những tiểu bối chúng ta mà nói không có gì chênh lệch. Thử nghĩ một chút, một kiện sáo trang trắng như vậy đập ra, đó là khái niệm như thế nào? Chỉ sợ ngoại trừ kiện sáo trang trung cực trong tay Thánh Đế kia ra, không còn sáo trang nào có thể so sánh với sáo trang này. Có được bộ trang phục như vậy, nghiền ép đối thủ cùng một cảnh giới đó là dễ dàng như uống nước lọc, thậm chí ngay cả vượt qua cảnh giới đi chém giết cường địch cũng không phải là chuyện gì. Nếu như là một bộ đồ trắng, tuyệt đối là làm cho người ta điên cuồng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Ngay cả Thánh Lão Lục biết mảnh đất dưới chân có một bộ trang phục như vậy, hắn cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói, nếu như ngươi muốn bộ trang bị này, ta có thể cho ngươi một cơ hội tranh giành công bằng. Cho dù ngươi cùng ta là địch, niệm tình khải công, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng, tha cho ngươi không chết. Tiên sinh, không, đại gia, không, lão tổ tông, ngươi tha cho tiểu nhân đi.
Thánh lão Lục vốn là hung hăng nuốt nước miếng nhất thời miệng khô lưỡi nóng, lập tức vẻ mặt đau khổ nói, cho dù là cho tiểu nhân một vạn cái gan, cũng không dám tranh bảo vật với lão nhân gia người. Không nói lão nhân gia người tha cho tiểu nhân gia một mạng. Nếu như trở về bị sư phụ ta biết tiểu nhân dám làm sằng làm bậy, lão nhân gia người cũng là người đầu tiên rút gân ta, lột da của ta. Về sau thật là số ta lớn gặp được lão tổ tông của chúng ta, chỉ sợ lão nhân gia sẽ làm cho ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Nói tới đây, Thánh lão Lục không khỏi nhăn nhó mặt mày, bộ dáng khổ sở. Cái này làm sao không để Thánh lão Lục hãi hùng khiếp vía đây, bởi vì Khải Công trong miệng Lý Thất Dạ chính là lão tổ tông nhà bọn họ, cũng là tiên vương của tông môn bọn họ. Thử nghĩ một chút, tiên vương vô địch của bọn họ đều bị Lý Thất Dạ gió nhẹ mây nhạt nhắc tới, hơn nữa gọi thẳng một tiếng Khải Công. Đây chính là tên nhỏ của tiên vương bọn họ, ngay cả trong tông môn bọn họ cũng rất ít người biết. Người dám gọi thẳng nhũ danh tiên vương bọn họ, đó là tồn tại khủng bố cỡ nào, hơn nữa phần khí thế này của Lý Thất Dạ cũng không phải là giả vờ. Loại tồn tại giống như cự phách chân chính này, làm sao không cho Thánh lão Lục kính sợ, có thể ôm đùi cự phách như vậy, đó đã là phúc khí hắn tu luyện 3 năm. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, tiếp tục tiến lên chỗ sâu, Thánh lão Lục vội vàng đi theo. Nhưng khi bọn hắn ở sâu trong đó, nghe được thanh âm xì, xì, xì vang lên, lúc này thân thể Lý Thất Dạ cũng chịu không được hắc vụ cuồng thần hung địa, da thịt của hắn cũng bắt đầu khô héo. Mặc dù nói đạo hạnh của Lý Thất Dạ rất cạn, nhưng thân thể phàm thai của hắn cũng không phải tu sĩ bình thường có khả năng so sánh. Dù sao hắn cũng đã từng có được người có được tứ đại tiên thể đại thành. Lúc này Lý Thất Dạ mở ra mệnh cung, thả ra kim cương thần một trong 12 thần ma, nghe được một tiếng xèo, cả người Lý Thất Dạ trong nháy mắt cùng kim cương thần hòa làm một thể. Trong lúc nhất thời cả người Lý Thất Dạ là kim quang lóng lánh, kim cương bất diệt, cuồng thần hung địa hắc vụ rốt cuộc khó làm bị thương Lý Thất Dạ chút nào. Đây là, nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng kim cương thần hòa làm một thể, Thánh lão Lục cũng không khỏi vì đó giật mình. Mặc dù nói đạo hạnh của Lý Thất Dạ bị hủy, nhưng mà thần ma thập nhị này chính là binh khí, uy lực của bọn chúng y nguyên vẫn còn. Lúc này cho dù kim cương thần thần uy thu liễm, Thánh lão Lục cũng có thể nhìn ra sự đáng sợ của nó. Đây là một tồn tại có thể đồ diệt thần ma. Đạo hạnh của Lý Thất Dạ rất cạn, đây là rất nhiều người đều có thể nhìn ra được. Hơn nữa người kinh nghiệm phong phú có thể nhìn ra được Lý Thất Dạ cũng là vừa mới tu luyện quy phàm quyết không lâu. Một tu sĩ mới nhập đạo giống như vậy, thậm chí rất nhiều tu sĩ sẽ xưng là phàm nhân. Một phàm nhân mới bước vào tu đạo không bao lâu lại lấy ra thứ đồ vật có thể đồ thần diệt ma như vậy, nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ bị dọa đến nhảy dựng. Đối với Thánh lão Lục mà nói, Lý Thất Dạ có thể lấy ra bảo vật như thế nào, hắn cũng không giật mình. Dù sao hắn biết Lý Thất Dạ là cự phách thâm bất khả trắc, nhưng mà thời điểm nhìn thấy kim cương thần, hắn vẫn là giật nảy cả mình. Đây là thứ không thuộc về thế giới này. Sau khi nhìn thấy kim cương thần, Thánh lão Lục cũng vô cùng chấn động. Đôi mắt của ngươi thật độc nha, kiến thức thật rộng. Lý Thất Dạ cũng gật đầu khen một tiếng. Đương nhiên Lý Thất Dạ là thần ma thập nhị không thuộc về thế giới này, thậm chí có thể nói nó không thuộc về bất kỳ một thế giới nào. Thần ma thập nhị này chính là dùng vật liệu thừa của Vạn Niệm Hồ chế tạo, nó đương nhiên là độc nhất vô nhị. Thánh lão Lục cười hắc hắc, cũng không có khoe khoang, đi theo bên người Lý Thất Dạ tiếp tục đi về phía trước. Lý Thất Dạ cùng kim cương thần dung hợp xong, không hề bị hắc vụ ảnh hưởng, mà Thánh lão Lục đạo hành rất cường đại, ma khí như vậy cũng khó ảnh hưởng đến hắn. Nhưng sau khi tiếp tục xâm nhập, xương đen càng ngày càng cường đại, thậm chí là đen như mực. Lúc này Thánh lão Lục không thể không thi triển thần thông. Vào lúc này, toàn thân Thánh lão Lục tản mát ra quang mang nhàn nhạt, quang trạch toàn thân hắn mang theo vài phần huyền sắc, thoạt nhìn vô cùng thần thánh. Khi toàn thân Thánh lão Lục tản mát ra quang mang, trên người hắn hiện lên quầng sáng nhàn nhạt, quầng sáng như vậy thoạt nhìn như là từng mảnh vảy rồng. Ngươi một thân túi da rất tốt nha. Lý Thất Dạ nhìn một chút trên người Thánh lão Lục hiện lên quầng sáng, khen một tiếng nói, huyết thống chân long chạy tới địa phương Du Côn thật tốt, nếu như Khải Công biết, nhất định sẽ lột da của ngươi. Lý Thất Dạ nói như vậy để Thánh lão Lục thập phần lúng túng, cười khan một tiếng, nói, đại nhân chê cười, ta chỉ là đến hồng trần gian luyện luyện mà thôi. Trong lúc nói chuyện hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ luấn luyện, bởi vì hắn thật sự lén lút từ trong tông môn chạy ra làm chuyện xấu. Nếu như bị sư phụ hắn biết rõ hắn làm những chuyện này, vậy nhất định sẽ đánh gãy hai chân của hắn. À, lại nói,
Chút huyết thống chân long này rất mỏng manh, không lọt vào pháp nhãn của lão tổ tông, không lọt vào pháp nhãn. Thánh lão Lục cười gượng, tự cho mình ham chơi thoát tội. Nhất mạch các ngươi huyết thống một mực rất thuần, coi như trên người của ngươi chân long huyết thống không đậm, nhưng cũng là huyết thống truyền thừa cũng rất chính thuần, có cơ hội phản tổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, có được huyết thống tốt như vậy không hảo hảo tu luyện, lại chạy đến lừa gạt. Ngươi nói bị lão tổ tông của các ngươi phát hiện, có thể hay không lột xuống một tầng da trên người của ngươi đây. Lý Thất Dạ nói như vậy để Thánh lão Lục cười khan một tiếng, thần thái thập phần xấu hổ. Phải biết, Thánh lão Lục xuất thân rất kinh người, hơn nữa huyết thống của hắn rất cường đại, ở trong huyết thống của hắn thậm chí còn ẩn chứa huyết thống chân long. Chân long huyết thống nha, thử nghĩ một chút, một tu sĩ có được chân long huyết thống, dù là mỏng manh, như vậy tông môn này đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng, bởi vì có được chân long huyết thống tương lai có cơ hội phản tổ, cái này ý nghĩa tiền đồ vô lượng. Thánh lão Lục đây không chỉ là huyết thống bản thân cường đại, hơn nữa trong huyết thống còn ẩn chứa huyết thống chân long. Thử nghĩ một chút, một đệ tử như vậy đặt ở môn phái nào cũng sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Thánh lão Lục lại len lén từ trong tông môn trốn thoát, dạo chơi nhân gian, làm ra chuyện hãm hại lừa gạt. Tuy rằng Thánh lão Lục không dám báo ra môn phái của mình cho ngoại nhân, nhưng nếu để cho trưởng bối của hắn biết chuyện như vậy, tựa như Lý Thất Dạ nói, lão tổ tông nhà bọn họ tuyệt đối sẽ lột xuống một tầng da của hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này, Thánh lão Lục giấu giếm xuất thân của mình rất sâu, không muốn nói cho người khác biết gốc chân của mình. Khi Lý Thất Dạ mang theo Thánh lão Lục xâm nhập đến chỗ sâu nhất của cuồng thần hung địa, khói đen nơi này đã như rội đen, để cho người ta thấy không rõ tình huống bốn phía, tựa hồ hết thảy nơi này đều bị khói đen che đậy, tựa hồ bất kỳ tồn tại nào cũng không thể nhìn trộm tình huống ở trong này. Vào lúc này, Lý Thất Dạ đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm trước người cách đó không xa, thanh âm phác bệ, vang lên, có cái gì từ dưới đất dũng mãnh lao ra. Thánh lão Lục vội vàng nhìn, chỉ thấy phía trước cách đó không xa vậy mà toát ra một cái tuyền nhãn nho nhỏ. Tuyền nhãn này ứa ra nước suối, nhưng nước suối toát ra không phải nước suối trong suốt mát mẻ, mà là máu đen vô cùng đậm đặc. Phác, 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 thanh âm vang lên, tuyền nhãn không ngừng toát ra máu đen. Không bao lâu sau, tuyền nhãn này lại thoáng cái không thấy, máu đen vốn chảy xuôi trên mặt đất cũng theo tuyền nhãn biến mất mà biến mất. Đó là vật gì? Chứng kiến tuyền nhãn cùng máu đen đều biến mất, Thánh lão Lục không khỏi giật mình nói, tử huyết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, năm đó đệ nhất tiễn tiên đế không chỉ là bắn chết cuồng thần, cũng là ma diệt thần tính của hắn, không tuyệt bất kỳ cơ hội nào cuồng thần sống lại. Thi thể cuồng thần bị đóng đinh vào sâu trong lòng đất, ở trong năm tháng dài dòng bị oán niệm cuồng thần không biết tên cùng sát khí của đệ nhất tiên đế ngâm lấy, cuối cùng thành tử huyết. Nói như vậy, thi thể cuồng thần sắp xuất thế. Nghe nói như thế, hai mắt Thánh lão Lục không khỏi tỏa sáng, kiềm chế không được hưng phấn trong lòng nói ra. Đúng vậy. Lý Thất Dạ gật đầu nói, thời gian dài dằng dặc trôi qua, thời gian cũng ma diệt phong sát của đệ nhất tiễn tiên đế, thi thể cuồng thần biến mất cũng nên xuất hiện rồi. Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước. Lý Thất Dạ đổi chỗ khác, lại gặp con suối này lần nữa, con suối này vẫn toát ra máu đen, nhưng không lâu sau, con suối lại biến mất. Lý Thất Dạ truy đuổi con suối này, hắn một lần lại một lần thay đổi phương hướng, một lần lại một lần đi tìm địa phương con suối xuất hiện. Địa phương xuất hiện tuyền nhãn chính là địa điểm thi thể cuồng thần muốn xuất hiện sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ truy đuổi tuyền nhãn, Thánh lão Lục nhìn ra một ít manh mối, không khỏi hỏi, có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ gật đầu, nói, như năm đó cuồng thần ở chỗ này thôn phệ thiên địa, phá hủy đại thế địa mạch nơi này. Khó mà suy tính địa mạch đại thế biến hóa đã bị hủy, rất khó xác định vị trí chuẩn xác thi thể cuồng thần xuất hiện. Vậy phải làm sao? Nghe nói như vậy, Thánh lão Lục cũng không khỏi sốt ruột, đây không chỉ là thi thể cuồng thần, nơi này còn có một bộ đồ trắng độc nhất vô nhị. Chương 1794, Thẩm Kim Long. Lý Thất Dạ nhìn hắc vụ đậm như mực, nói, cuồng thần chi thi cũng sắp xuất thế, hiện tại phương pháp duy nhất chính là mượn thiên vũ tinh không suy tính định vị. Đáng tiếc, năm đó cuồng thần ở chỗ này thôn phệ thiên địa, đem mặt tinh không này thôn phệ toàn bộ tinh không nứt vỡ. Hiện tại chỉ có ở bên ngoài cuồng thần hung địa gián tiếp suy tính. Lão Tổ Tông vừa ra tay, dễ như trở bàn tay. Thánh lão Lục vội vàng vuốt mông ngựa nói. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói, bớt đi, ngươi ở chỗ này hảo hảo ở lại,
ta đi ra ngoài hung địa, mượn tinh không đại thế định vị. Nếu là cuồng thần chi thi một khi trồi lên mặt nước, ta liền lập tức đem phương vị truyền đạt cho ngươi, ngươi đem nó móc ra. Chờ đến khi cuồng thần chi thi xong, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta chỉ cần cuồng thần một bộ đồ trắng tuyệt thế vô song này, về phần rất nhiều bảo vật khác của cuồng thần, đều thuộc về ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thản nhiên phân phó. Thánh lão Lục vội nói, vi đại nhân cống hiến sức lực cho lão nhân gia ngươi là vinh hạnh của tiểu nhân. Có thể làm chút chuyện cho lão tổ tông, đó là tiểu nhân nên đi làm, chuyện thù lao, tiểu nhân không dám nghĩ nhiều. Lời này của Thánh lão Lục cũng không trái lương tâm, cự phách như vậy bao nhiêu người muốn gặp cũng không gặp được. Có thể làm việc vặt cho cự phách như vậy, làm cu li, vậy đã là một vinh hạnh vô thượng, về phần có thù lao hay không, cái kia đã không trọng yếu. Bớt ở chỗ này ba hoa. Lý Thất Dạ một cái tát vỗ cái ót của hắn một cái, cười mắng, ta còn không biết ngươi là tinh như quỷ sao. Yên tâm đi, ngươi làm việc cho ta chưa bao giờ bạc đãi hắn. Đối với cống hiến sức lực cho mình, đối với người bên cạnh mình, Lý Thất Dạ vẫn luôn hậu đãi, coi như Thánh lão Lục có lòng nịnh bợ mình. Lý Thất Dạ cũng không ngại, chỉ cần Thánh lão Lục kiên định đi làm việc, hắn cũng sẽ hậu đãi Vu Thánh lão Lục. Đa tạ lão tổ tông dẫn dắt, một câu của lão tổ tông sẽ khiến cho tiểu nhân cả đời được lợi vô cùng. Thánh lão Lục vội tươi cười rạng rỡ, cười hì hì nói. Biết rồi, ngày khác khải công, nhất định sẽ vì ngươi nói tốt một hai câu. Đối với bộ dáng gian hoạt như quỷ của Thánh lão Lục, Lý Thất Dạ cũng chỉ có cười lắc đầu. Nghe được một câu như vậy, Thánh lão Lục chính là vui rạo rực. Đối với hắn mà nói chỉ cần một câu của Lý Thất Dạ, liền sánh được với tất cả bảo vật. Đối với tông môn của Thánh lão Lục bọn họ mà nói, nếu vãn bối có thể lọt vào mắt của lão tổ tông bọn họ, đó là tạo hóa lớn nhất cả đời, cũng là vinh hạnh lớn nhất, lão tổ tông của bọn họ chính là một tiên vương vô địch. Sợ thiên phú của Thánh lão Lục, dù huyết thống Thánh lão Lục cường đại như vậy cũng khó lọt vào pháp nhãn của lão tổ tông bọn họ. Hiện tại nếu có Lý Thất Dạ ở trước mặt lão tổ tông bọn họ nói tốt vài câu, đó chính là tạo hóa khó lường. Ngươi cứ thủ ở chỗ này đi, chờ ta định ra tọa độ liền truyền đạt cho ngươi. Thời điểm Thánh lão Lục vui rạo rực, Lý Thất Dạ phân phó nói, nhất định, nhất định. Thánh lão Lục lập tức sốc lại tinh thần, sống lưng thẳng tắp, vỗ ngực bang bang, hướng Lý Thất Dạ cam đoan nói, đại nhân yên tâm 100%, tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối không cho phép chút nào sai lầm. Tiểu nhân làm việc, xin đại nhân yên tâm. Thấy bộ dáng Thánh lão Lục tự biên tự diễn, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười lắc đầu, sau đó rời đi. Tu sĩ tiến vào cuồng thần hung địa không ít, tu sĩ cường giả tới đây đa số là đệ tử đại giáo cương quốc trong cảnh nội Tề Lâm. Sau khi bọn họ tới cuồng thần hung địa đều tìm tòi cuồng thần hung địa, bọn họ cũng muốn ở cuồng thần hung địa lấy được bảo vật trong truyền thuyết, hoặc là có thể có được cơ duyên không tầm thường. Chỉ có điều ở trong cuồng thần hung địa, ngoại trừ tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch, không có bất kỳ vật gì, càng không có bảo vật hoặc kỳ duyên như trong tưởng tượng của bọn họ. Cũng có không ít tu sĩ cường giả không cam lòng, bọn họ muốn tiến vào chỗ sâu hơn của cuồng thần hung địa, nhưng ở chỗ sâu trong cuồng thần hung địa chính là hắc vụ như mực. Lực lượng khô héo ăn mòn đặc biệt cường đại, rất nhiều cường giả đều chịu không được, cho nên không ít tu sĩ cường giả đều chỉ có thể là lướt qua mà thôi, không dám tiếp tục đi sâu vào trong nữa. Đương nhiên cũng có tu sĩ cường đại tự phụ thực lực cường đại, mạo hiểm sâu, bọn họ rốt cục tiến vào sâu trong cuồng thần hung địa. Ở sâu trong cuồng thần hung địa bọn họ cũng nhìn thấy con suối, thấy được máu đen toát ra mặt đất. Đó là cái gì? Thấy con suối và máu đen biến mất, tu sĩ cường giả mạo hiểm tiến vào hung địa cuồng thần đều bàn tán, họ đều hiếu kỳ xem đó là gì. Thậm chí có cường giả truy đuổi con suối này, nhưng mà con suối này đi vô tung, đây căn bản không phải là bọn họ có khả năng truy đuổi. Hơn nữa nhiều khi con suối này xuất hiện ở chỗ sâu trong cuồng thần hung địa, đây càng không phải là bọn họ có khả năng truy đuổi. Người có thể đi vào chỗ sâu trong cuồng thần hung địa chính là một thanh niên. Thanh niên này mặc hoàng bào, trên áo thêu kim long, thần thái hắn bay lên. Khi hắn tiến vào chỗ sâu trong cuồng thần hung địa, hỗn độn chi khí phun trào, đại đế pháp tắc quanh quẩn, tựa như vang lên đại đế yết sướng. Thanh niên này dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình đi vào chỗ sâu nhất trong cuồng thần hung địa, hắn cũng đuổi theo con suối này, nhưng mà con suối này biến ảo khó lường. Địa điểm xuất hiện căn bản là không cách nào dự liệu, vị thanh niên cường đại vô địch này cũng không cách nào định vị hành tung của con suối này. Gia Nhật thiếu chủ,
quả nhiên cường đại, không hổ là truyền nhân xuất thân từ đế thống tiên môn, tương lai ắt thành đại khí nha. Thấy thanh niên này một mình tiến vào hung địa cuồng thần, không ít tu sĩ cường giả nhìn thấy cảnh này đều kinh thán. Thẩm Kim Long đã bước vào cảnh giới đạo hiền, mới hơn 20 tuổi đã có tạo hóa như thế, tuyệt đối là thiên tài. Tuy không thể so sánh với thiên tài tuyệt thế như Kim Khoa, Tần Bách Lý, nhưng mà ở thế hệ trẻ cũng có thể được xưng tụng là tuấn tài kiệt xuất. Ngay cả thế hệ trước nhìn thấy thực lực của thanh niên này, cũng không khỏi tán thưởng nói, Gia Nhật Môn cũng là người kế tục. Không hổ là môn phái truyền thừa cường đại nhất dưới sự quản lý của khách nhân Tề Lâm Đế gia. Thẩm Kim Long, truyền nhân của Gia Nhật Môn, cũng là thiếu chủ Gia Nhật Môn, hắn ở trong Tề Lâm cảnh có thể nói là hạng người uy danh hiển hách. Thậm chí có người xưng hắn ở thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Tề Lâm Đế nữ gia, chính là muốn hắn mạnh nhất. Gia Nhật Môn chính là do Gia Nhật Thần Đế sáng chế, mặc dù Gia Nhật Thần Đế xuất thân từ thần tộc, nhưng có lời đồn nói lúc Gia Nhật Thần Đế còn trẻ là môn đồ Tề Lâm Đế gia. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, Gia Nhật Môn mặc dù là đế thống tiên môn, nhưng bọn họ vẫn là dưới sự quản hạt của Tề Lâm Đế gia. Chỉ bất quá Tề Lâm Đế gia chưa từng can thiệp qua bất kỳ sự vụ gì của Gia Nhật Môn. Gia Nhật Môn chính là một đế thống tiên môn của một môn một đế, đồn đại Gia Nhật Thần Đế là một vị đại đế có được 6 mệnh cung 3 thiên mệnh. Có thể nói là ở trong đại đế tiên vương là đại đế tương đối hạng chót, nhưng Gia Nhật Môn trải qua một đời lại một đời kinh doanh, nó vẫn là vô cùng cường đại. Mặc dù nói Gia Nhật Môn không cách nào so sánh cùng quái vật khổng lồ như Tề Lâm Đế gia, Gia Nhật Thần Đế cũng so ra kém Tề Lâm Tiên Vương loại tiên vương có được 8 cái mệnh cung 8 cái thiên mệnh này. Gia Nhật Thần Đế cũng càng không cách nào so sánh cùng Dạ Lâm Tiên Vương loại tiên vương đỉnh phong có được 11 cái mệnh cung 11 ngày này. Nhưng Gia Nhật Thần Đế tại thời điểm xưng đế từng được các tiên vương Tề Lâm Đế gia chiếu cố. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Gia Nhật Thần Đế sáng lập Gia Nhật Môn vẫn nguyện ý để Gia Nhật Môn quy thuận Tề Lâm Đế gia. Đồng thời cũng chính là bởi vì Gia Nhật Thần Đế cùng các tiên vương của Tề Lâm Đế gia có quan hệ sâu xa. Cái này khiến cho địa vị của Gia Nhật Môn ở trong nhà Tề Lâm Đế ở hậu thế không đồng dạng. Bọn họ ở trong môn phái truyền thừa mà Tề Lâm Đế gia quy thuận, thậm chí được xưng là môn phái cường đại nhất. Nhìn thấy Thẩm Kim Long có thể bước vào chỗ sâu nhất mà người khác không thể bước vào, điều này làm cho không ít tu sĩ cường giả đều kính nể. Lực lượng sương mù đen ở chỗ sâu nhất trong cuồng thần hung địa thật sự quá cường đại, Thẩm Kim Long cũng không thể ở lâu. Cuối cùng hắn không thể định vị hướng đi của con suối kia, hắn cũng chỉ đành từ cuồng thần hung địa lui ra ngoài, đợi ở bên ngoài. Trên thực tế, từ khi cuồng thần hung địa rút lui ra xa không chỉ có Thẩm Kim Long. Rất nhiều tu sĩ cường giả không thể chịu được lực lượng khô héo của cuồng thần hung địa, cũng đều nhao nhao rời khỏi cuồng thần hung địa, chờ đợi thời cơ ở bên ngoài. Bởi vì bọn họ đều hiểu, nếu cuồng thần hung địa có bảo vật xuất thế, nhất định có động tĩnh, nhất định có dị tượng. Bọn họ ở bên ngoài cuồng thần hung địa canh gác là được rồi, cho nên không ít tu sĩ đều ở bên ngoài cuồng thần hung địa tìm được địa thế có lợi nhất để quan sát. Đám thiết thụ ông nghe theo lời Lý Thất Dạ, bọn họ leo lên quan thần phong bên ngoài cuồng thần hung địa chờ Lý Thất Dạ. Quan thần phong là ngọn núi cao nhất bên ngoài cuồng thần hung địa. Đứng trên đỉnh ngọn núi cao này quan sát toàn bộ cuồng thần hung địa, đó là vị trí không còn gì tốt hơn. Bốn người thiết thụ ông bọn họ đi tới quan thần phong còn không nhiều người, nhưng theo thời gian từng khắc trôi qua, tu sĩ cường giả leo lên quan thần phong càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người muốn tìm một vị trí tốt nhất để quan sát cuồng thần hung địa. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả biết địa thế vùng này mà nói, quan thần phong không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tu sĩ cường giả leo lên quan thần phong đều xuất thân từ đại giáo cương quốc, có thể nói là người có tiếng tăm lừng lẫy trong Tề Lâm cảnh. Thiết thụ ông mặc dù là đứng đầu một môn, nhưng bọn họ chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, thiết thụ ông sợ gây chuyện thị phi. Cho nên mang theo môn hạ đệ tử đứng ở một cái góc không đáng chú ý, xa xa né tránh đám người, không dám cùng những người khác tranh địa phương. Khi đám thiết thụ ông trốn ở một góc không đáng chú ý chờ đợi, đoàn người thiếu chủ Lý Thiên Hào của Nam Dương Thế Gia cũng leo lên quan thần phong. Trong đoàn người bọn họ, Tây Đà thiếu chủ Vương Khiếu Thiên cũng đi theo. Nhìn thấy đoàn người Lý Thiên Hào đến, trái tim thiết thụ ông không khỏi treo cao, không khỏi lo lắng, bởi vì bọn họ đã kết đại thù với Nam Dương Thế Gia. Tây Đà Quốc, hiện tại không có Lý Thất Dạ làm chỗ dựa ở phía sau, nếu như Lý Thiên Hào muốn diệt bọn họ, chỉ sợ bọn họ khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng lúc này Lý Thiên Hào cũng lười đi tìm thiết thụ ông gây phiền phức. Đối với nhân vật như Lý Thiên Hào,
hắn muốn tiêu diệt đám thiết thụ ông, đó là chuyện tùy thời tùy chỗ. Sau khi Lý Thiên Hào leo lên đỉnh núi, bắt chuyện với không ít cường giả bá chủ ở đây, căn bản không có thời gian nhìn đám thiết thụ ông nhiều hơn một chút. Về phần Thái tử Tây Đà Quốc Vương Khiếu Thiên, cũng là nắm lấy cơ hội khó được này, muốn kết giao với rất nhiều cường giả cùng đại nhân vật ở đây. Thẩm thiếu chủ tới. Quan Thần Phong vừa náo nhiệt hẳn lên, không biết ai kêu một tiếng, chỉ thấy một thanh niên mặc hoàng bào đạp không mà tới, người này chính là truyền nhân của Già Nhật Môn. Thẩm Kim Long. Gặp được Thẩm Kim Long, rất nhiều người đều nhao nhao tiến lên đón chào, vô cùng nhiệt tình, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao lôi kéo giao tình với Thẩm Kim Long. Thẩm Kim Long vốn là rồng phượng trong loài người, xuất thân từ đế thống tiên môn, khiến hắn càng có vẻ tôn quý hơn, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nguyện ý kết giao với hắn. Điện hạ sắp tới, mọi người chuẩn bị nghênh đón. Thẩm Kim Long hàn huyên với mọi người một lát rồi chậm rãi nói, mang đến cho mọi người một tin tức hết sức kinh người. Đế nữ đích thân tới. Nghe nói như thế, không ít tu sĩ cường giả ở đây không khỏi chấn động. Trong Tề Lâm cảnh, người dám xưng là đế nữ, có thể được nhân vật như Thẩm Kim Long xưng là điện hạ, cũng chỉ có một người, đó chính là truyền nhân của Tề Lâm đế gia, Tề Lâm đế nữ. Các bạn đang nghe chuyện đế bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1795, Đế nữ Lâm. Tề Lâm đế nữ, chữ mặt này ở trong Tề Lâm cảnh có sức quyến rũ tuyệt thế vô song, cái tên này không chỉ đại biểu cho quyền thế cao cao tại thượng, càng đại biểu cho mỹ mạo tuyệt thế. Trong Tề Lâm cảnh có ai không biết đến Tề Lâm đế nữ? Là thiên kim của Tề Lâm đế gia, là truyền nhân của Tề Lâm đế gia, nàng có hào quang và nhân khí không ai sánh bằng ở Tề Lâm cảnh. Tề Lâm đế nữ, nàng xuất thân từ Tề Lâm đế gia, nàng cũng không phải là loại bình hoa chỉ biết ngậm thìa vàng sinh ra. Tề Lâm đế nữ thiên phú cực cao, thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có đồn đại nói Tề Lâm đế nữ huyết thống thập phần cường đại, tràn đầy thần bí. Mặc dù so với Kim Qua, loại tuyệt thế thiên tài như Tần Bách Lý đã vấn đỉnh thiên mệnh, Tề Lâm đế nữ xuất đạo tương đối trễ một chút. Lúc nàng xuất đạo Kim Qua, bọn Tần Bách Lý đã là danh dương thiên hạ. Khi Tề Lâm đế nữ thanh danh lan truyền, Kim Qua, Tần Bách Lý đã là vấn đỉnh thiên mệnh. Nhưng mà, đối với Tề Lâm đế gia vẫn là ký thác kỳ vọng cao đối với Tề Lâm đế nữ. Cho rằng Tề Lâm đế nữ ở kiếp này vẫn có cơ hội vấn đỉnh thiên mệnh, cho nên Tề Lâm đế gia có thể nói là toàn lực bồi dưỡng Tề Lâm đế nữ. Tề Lâm đế nữ cũng không phụ kỳ vọng của Tề Lâm đế gia, trong hơn 10 năm ngắn ngủi này, thanh danh của nàng lan truyền lớn, đạo hạnh là hát vang tiến mạnh, khó có người có thể địch nổi. Cho nên Tề Lâm đế nữ không chỉ được rất nhiều người xưng là đệ nhất mỹ nữ Thanh Châu, cũng được mọi người xưng là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ tuổi Tề Lâm cảnh. Tề Lâm đế nữ có phải đệ nhất mỹ nữ Thanh Châu hay không, cái này còn đáng giá thương thảo, bất quá ở trong Tề Lâm cảnh. Luận mỹ mạo, luận thiên phú, luận đạo hạnh, thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ đã không người có thể địch nổi. Cũng chính bởi vì vậy, trong Tề Lâm, cái tên Tề Lâm đế nữ này tràn đầy mị lực. Nàng không biết là tình nhân trong mộng trong lòng bao nhiêu nam tử trẻ tuổi, nàng không biết là thần tượng mà bao nhiêu nữ hài tử trẻ tuổi hướng tới. Cho nên khi Thẩm Kim Long mang đến một tin tức như vậy, đừng nói là Quan Thần Phong. Chính là vùng đất hung ác cuồng thần đều nổ tung, rất nhiều người sau khi nghe được tin tức này, lập tức vô cùng mừng rỡ. Đế nữ đích thân tới, rốt cục có thể gặp đế nữ một lần. Có một ít nam tử trẻ tuổi chưa từng gặp Tề Lâm đế nữ, vừa nghe được tin tức này, lập tức như si như cuồng, trong lúc nhất thời không khỏi tâm thần lung lay. Đế nữ như tiên, có thể gặp lại một lần, đời này cũng không tiếc. Có nam tử trẻ tuổi từng gặp qua Tề Lâm đế nữ, vừa nghe được tin tức như vậy, cũng mừng như điên, trong lúc nhất thời nhao nhao chạy tới Quan Thần Phong. Nam tử trẻ tuổi đã từng gặp qua Tề Lâm đế nữ, có thể nói là nhất kiến trung tình, không thể tự kiềm chế. Bọn họ bị phong thái tuyệt thế vô song của Tề Lâm đế nữ mê hoặc, ngày đêm thần hồn điên đảo. Nghe được Tề Lâm đế nữ muốn tới, cuồng hỉ đâu chỉ là nam tử trẻ tuổi, ngay cả nữ tu sĩ trẻ tuổi cũng cuồng hỉ, rất nhiều nữ tu sĩ trẻ tuổi cũng đều nhao nhao chạy đến Quan Thần Phong. Tề Lâm đế nữ sắp tới rồi. Thẩm Hiểu San đi theo sư phụ đứng ở một góc không đáng chú ý nghe được tin tức này, cũng không khỏi chấn động một chút. Cho tới nay Tề Lâm đế nữ là thần tượng trong lòng nàng. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy Tề Lâm đế nữ, đây đối với Thẩm Hiểu San mà nói cũng là một tin tức vô cùng kinh hỉ. Tề Lâm đế nữ muốn tới không? Hạ Trần cũng vô cùng hưng phấn,
hắn cũng đã sớm nghe qua mỹ danh của Tề Lâm Đế Nữ. Về Tề Lâm Đế Nữ, hắn nghe nói qua rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, Hạ Trần cũng tự biết mình, đối với tồn tại như Tề Lâm Đế Nữ không dám ôm chút ý nghĩ không an phận nào, nhưng hôm nay nghe được có thể gặp Tề Lâm Đế Nữ. Đối với hắn mà nói cũng là một chuyện thập phần hưng phấn, chỉ sợ xa xa nhìn một cái, trong tương lai cũng có thể trở thành một đề tài nói chuyện. So sánh với Thẩm Hiểu San, Hạ Trần là một thế hệ trẻ hưng phấn, Thiết Thụ Ông là trưởng bối lại có chút lo lắng, nếu là ngày thường. Thiết Thụ Ông đương nhiên khát vọng có thể leo lên quái vật khổng lồ như Tề Lâm Đế gia, nhưng mà hôm nay ông lại vô cùng lo lắng, các loại tâm sự ùn ùn kéo đến. Trong lòng ông có một loại dự cảm không tốt, trực giác nói cho ông biết, hôm nay nếu xảy ra chuyện, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Đế nữ đích thân tới, chúng ta phải làm một nghi thức nghênh đón long trọng, cho dù là ở nơi rừng núi hoang vắng này, cũng nên dùng nghi thức trang trọng nhất để nghênh đón đế nữ đến. Có một vị tu sĩ cường giả lập tức có ý tưởng, muốn biểu hiện thật tốt vào giờ phút này. Nói rất đúng. Vị cường giả này đề nghị lập tức được không ít tu sĩ cường giả phụ họa đồng ý, muốn mượn cơ hội này hảo hảo biểu hiện một chút lại không chỉ có vị cường giả trước mắt này mà thôi. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc Tề Lâm cảnh mà nói, có thể nhìn thấy Tề Lâm Đế Nữ một lần, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người hy vọng mượn cơ hội này lưu lại một ấn tượng tốt cho Tề Lâm Đế Nữ, nói không chừng tương lai có thể có lợi lớn đối với tông môn bọn họ. Hôm nay chư vị hào hùng Tề Lâm cảnh chúng ta đều tới cuồng thần hung phần, nếu đã vậy, chúng ta gặp nhau một đường, cùng nghênh đón điện hạ. Cuối cùng do Thẩm Kim Long thân phận địa vị cao quý quyết định. Tốt, vậy chúng ta cho đế nữ một nghi thức long trọng đi. Lập tức có tu sĩ cường giả hưởng ứng đầu tiên, lập tức động thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quan thần phong đều náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều tu sĩ cường giả đều bận rộn, đem quan thần phong trang điểm thật tốt một phen. Mấy người các ngươi, xuống dưới nhặt sạch sẽ mỗi một mảnh lá khô, mỗi một cành khô, mỗi một dấu chân đều bôi cho ta một vết xước. Ngay khi rất nhiều tu sĩ cường giả quan thần phong đều bận rộn, hai mắt Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên phát lạnh, tác uy tác phúc, quát bốn người Thiết Thụ Ông trốn ở một góc. Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên cũng chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, có ý mượn cơ hội chém Thiết Thụ Ông bọn họ. Dù sao ở trước mặt nhiều người như vậy hắn không tiện xuất sư vô danh, nếu như có thể mượn đề tài này chém Thiết Thụ Ông bọn họ. Đây không chỉ là có thể thỏa mãn một chút lòng hư vinh của hắn, cũng có thể ở trước mặt rất nhiều hoàng chủ bá chủ đại giáo cương quốc triển khai thủ đoạn phong lôi lệ hành của hắn. Nghe được Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên nói như vậy, người trẻ tuổi như Hạ Trần cũng không khỏi căm tức Tây Đà Thái tử tại dưới dạng thịnh hội này. Để cho môn phái nhỏ như bọn họ đi làm chút khổ lực, đó cũng là có thể hiểu được, ai bảo bọn họ xuất thân tiểu môn tiểu phái, không có địa vị chứ. Nhưng mà, hiện tại Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên lại để cho bọn họ đi nhặt lá cây, lau dấu chân, đó quả thực chính là từ không sinh có. Trong trứng gà chọn xương, làm sao có chuyện như vậy, Vương Khiếu Thiên rõ ràng là cố ý nhục nhã bọn họ nha. Người, Hạ Trần tương đối xúc động, lập tức đứng lên, căm tức nhìn Vương Khiếu Thiên, nhưng lại lập tức bị Thiết Thụ Ông ngăn lại. Sao? Muốn tạo phản à? Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên cười âm trầm, ánh mắt uy nghiêm, nói, đế nữ sắp giá lâm, ai nếu dám gây chuyện ở đây, giết không tha. Lúc này Vương Khiếu Thiên rất có ý dương dương diệu võ, hắn chính là có ý mượn cơ hội này chém bốn thầy trò Thiết Thụ Ông bọn họ, lưu lại cho không ít đại nhân vật ở đây một ấn tượng sâu đậm. Điện hạ nói đùa, tiểu đồ vô tri mà thôi, lão hủ nhất định sẽ quản giáo tốt bọn họ, lão hủ hiện tại lập tức dẫn bọn họ đi, nhất định sẽ làm tốt phân phó của điện hạ. Thiết Thụ Ông là một người khéo đưa đẩy, hắn hiểu được vào lúc này chống đối Tây Đà Thái tử, đó là một con đường chết. Lập tức cúi đầu nhận sai, mang theo đồ đệ của mình đi nhặt lá cây, quét sơn lộ. Thiết Thụ Ông hành sự tùy theo hoàn cảnh, Tây Đà Thái tử cũng chỉ đành hừ lạnh một tiếng, hắn vốn cũng chỉ mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Hiện tại Thiết Thụ Ông là ngoan ngoãn vâng lời, nếu hắn làm khó dễ khắp nơi hùng hổ dọa người, ở trước mặt mọi người sẽ có tổn hại hình tượng của hắn. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều muốn mượn cơ hội này hảo hảo biểu hiện một chút, cho nên trong thời gian thật ngắn, quan thần phong này, ngọn núi ngày thường không có người nào đến thăm lại bị trang trí ra dáng. Lúc này quan thần phong không chỉ là răng đèn kết hoa, cây xanh rạt rào, ở nơi này càng có từng tòa nhà lầu ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cây cầu treo ở trên quan thần phong. Ở chỗ này càng có cường giả đại triển thần thông,
tụ tập hỗn độn chi khí, trong lúc nhất thời để cả tòa quan thần phong chính là hỗn độn chi khí quanh quẩn. Mây tía dâng lên, nhìn từ xa cả tòa quan thần phong giống như là một tòa tiên sơn. Ở đỉnh quan thần phong, rất nhiều vị cường giả càng dụng tâm trang trí một phen, di chuyển đến cổ điện thần lâu, từng cái bàn bày ra. Trên bàn càng bày đầy tiên quả kỳ hoa, tất cả mọi người muốn ở đây nghênh đón Tề Lâm đế nữ, mượn cơ hội này hảo hảo bái kiến Tề Lâm đế nữ. Trong quá trình loay hoay, một vị tu sĩ hữu tâm còn đặc biệt đặt một vị trí bên cạnh hoàng ỷ mà Tề Lâm đế nữ đang ngồi cho Thẩm Kim Long. Ở bên cạnh đế nữ, cũng chỉ có thiếu chủ mới có thể làm nền. Có tu sĩ không khỏi nịnh bợ Thẩm Kim Long nói. Tu sĩ này cố ý nịnh bợ, khiến không ít cường giả và đại nhân vật ở đây âm thầm nhìn nhau một cái. Tuy rằng hành động này đích thật là có ý nịnh bợ Thẩm Kim Long, nhưng cũng không quá phận. Dù sao trong tất cả mọi người ở đây, Thẩm Kim Long có địa vị cao nhất, hắn có đủ tư cách ngồi bên cạnh Tề Lâm đế nữ. Còn có một việc là nguyên nhân mọi người coi trọng Thẩm Kim Long, đó chính là Già Nhật Môn có khả năng liên hôn với Tề Lâm đế gia, Tề Lâm đế nữ có khả năng gả cho Thẩm Kim Long. Chuyện này tuy rằng các phương đều không có tỏ thái độ, nhưng cũng không phải là không gió nổi sóng, bởi vì sớm đã có đồn đại nói Tề Lâm đế nữ sẽ kế thừa đại thống của Tề Lâm đế gia. Nếu Tề Lâm đế nữ sẽ kế thừa đại thống Tề Lâm đế gia, vậy có nghĩa là Tề Lâm đế nữ sẽ không xuất giá, điều này khiến rất nhiều người đang suy đoán. Tương lai Tề Lâm đế nữ sẽ tìm một thanh niên tài tuấn làm đạo lữ trong môn phái dưới sự quản hạt của Tề Lâm đế gia. Chính là bởi vì có suy đoán như vậy, điều này cũng làm cho các phương nóng lòng muốn thử nghĩ một chút. Nếu như ai cưới Tề Lâm đế nữ, cái này đâu chỉ là quang tông diệu tổ, cái này càng là cá vượt long môn, từ đây một bước lên mây. Đương nhiên mọi người đều biết, cường giả tu sĩ bình thường căn bản khó lọt vào pháp nhãn của Tề Lâm đế nữ. Căn bản không khả năng được Tề Lâm đế nữ yêu ái, nhưng vẫn có rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi chưa từ bỏ ý định. Nếu như nói trong Tề Lâm có ai được đế nữ Tề Lâm yêu ái, Thẩm Kim Long chắc chắn là một trong số đó. Bởi vì trong số các truyền nhân của các đại môn phái trong Tề Lâm đã rất khó tìm ra người ưu tú tuấn ngạn hơn Thẩm Kim Long. Chương 1796, Đăng Quan Thần Phong. Trên thực tế bản thân Thẩm Kim Long cũng ước gì việc này có thể trở thành sự thật. Từ rất lâu trước đây hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tề Lâm đế nữ đã điên đảo vì thần hồn. Hiện tại Tề Lâm đế nữ kế thừa đại thống Tề Lâm đế gia sẽ không gả ra ngoài. Đây đối với Thẩm Kim Long mà nói không thể nghi ngờ là tin vui lớn. Khi còn chưa có tin đồn gì truyền ra, lão tổ Già Nhật Môn bọn họ đã sớm có tâm tư như vậy. Cho nên lão tổ Già Nhật Môn đã từng nói bóng nói gió với các lão tổ của Tề Lâm đế gia nhắc tới chuyện này. Đối với chuyện như vậy, các lão tổ của Tề Lâm đế gia cũng không tỏ thái độ gì, bởi vì Già Nhật Môn đích thật là một lựa chọn tốt, Thẩm Kim Long cũng là một hạt giống không tệ. Nhưng Tề Lâm đế nữ lại một mực cự tuyệt một hồi liên hôn như vậy, nàng có lòng vấn đỉnh thiên mệnh, cũng không có cân nhắc loại tư tình nhi nữ này. Sau khi bị Tề Lâm đế nữ từ chối, Thẩm Kim Long không nản chí. Hắn cảm thấy thời cơ còn chưa chín muồi, chỉ cần hắn biểu hiện tốt một ngày nào đó có thể được Tề Lâm đế nữ yêu ái. Bởi vì trong Tề Lâm này không có ai ưu tú hơn Thẩm Kim Long hắn, cũng không có ai có thể xứng với Tề Lâm đế nữ như Thẩm Kim Long hắn. Cũng chính bởi vì vậy, lần này đế nữ Tề Lâm đích thân tới, Thẩm Kim Long đặc biệt ra sức, hắn nhất định phải làm tốt chuyện này. Nhất định phải làm cho đế nữ Tề Lâm hài lòng, lưu lại cho đế nữ Tề Lâm một ấn tượng vô cùng khắc sâu, nói không chừng có thể được đế nữ Tề Lâm yêu ái. Không biết Thẩm huynh ngày nào vào đế gia cầu hôn. Lúc tất cả mọi người nhắc tới chuyện này, Lý Thiên Hào nửa đùa nửa thật nói. Thẩm Kim Long đương nhiên sẽ không đề cập tới chuyện bị Tề Lâm đế nữ cự tuyệt, hắn ưỡn ngực, khí thế bức người. Một bộ phong khinh vân đạm, nhàn nhạt nói, chờ ngày nước chảy thành sông, sẽ báo cho Lý huynh biết. Nếu hai nhà liên hôn, đó là chuyện vui lớn của Tề Lâm cảnh chúng ta, cũng là phúc lợi của chúng sinh Tề Lâm cảnh chúng ta. Lúc này không ít cường giả tu sĩ cũng dồn dập lấy lòng Thẩm Kim Long. Tuy rằng cũng có không ít người trong lòng không thoải mái, nhưng bình tĩnh mà xem xét, ở trong Tề Lâm cũng chỉ có Thẩm Kim Long mới có cơ hội được đế nữ Tề Lâm yêu ái nhất. Được mọi người tâng bốc, điều này cũng thỏa mãn nho nhỏ lòng hư vinh của Thẩm Kim Long. Tuy ngoài mặt hắn cười nhạt, nhưng trong lòng lại quyết định, lần này nhìn thấy Tề Lâm đế nữ, đi theo làm tùy tùng hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt một phen. Lưu lại cho Tề Lâm đế nữ một ấn tượng sâu sắc, nói không chừng có thể mượn cơ hội này ôm mỹ nhân về. Trong thời gian thật ngắn, quan thần phong đã bố trí thật tốt,
Cả tòa quan thần phong từ xa nhìn lại giống như là một tòa tiên sơn. Lúc này đối với đông đảo tu sĩ cường giả mà nói mọi sự đều có đủ, chỉ chờ Tề Lâm đế nữ phủ xuống. Thiết thụ ông biết Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên muốn tìm bọn hắn gây phiền phức, nhưng bọn hắn lại không dám ly khai quan thần phong để tránh không thể cùng Lý Thất Dạ hội hợp. Cho nên hắn mang theo Thẩm Hiểu San bọn hắn rời xa khỏi tầm mắt của Vương Khiếu Thiên, chỉ cần Vương Khiếu Thiên không nhìn thấy bọn hắn, liền sẽ không tìm bọn hắn phiền phức. Đương nhiên Hạ Trần bọn họ vẫn muốn ở lại đỉnh núi nhìn một cái, muốn tận mắt thấy dung nhan của Tề Lâm đế nữ. Ở dưới bốn sư đồ thiết thụ ông chờ đợi, rốt cục chờ được Lý Thất Dạ, thời điểm bọn hắn xa xa chứng kiến thân ảnh Lý Thất Dạ. Sư đồ thiết thụ ông bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, cho bọn hắn một loại cảm giác như rời mây thấy mặt trời. Không có Lý Thất Dạ ở bên cạnh bọn họ cảm giác mất đi chỗ dựa, mất đi chỗ dựa. Chỉ cần Lý Thất Dạ ở đây, dù Lý Thất Dạ không động đậy ngón tay cũng cho họ cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ, đám người thiết thụ ông vội vàng nghênh đón. Ta đi nhầm chỗ sao? Lý Thất Dạ vừa tới chân núi Quan Thần Phong, nhìn Quan Thần Phong, hắn thập phần bất ngờ, cái cây quan sát trước mắt này chính là thôn Hà Thổ Vụ. Hỗn độn chi khí quanh quẩn, người không biết chuyện còn tưởng rằng Quan Thần Phong đã trở thành ngọn núi chính của một tông môn. Không, tiên sinh cũng không có đi nhầm, nơi này chính là Quan Thần Phong, chẳng qua Tề Lâm đế nữ đích thân tới, cho nên chư vị hào hùng Tề Lâm cảnh trang điểm Quan Thần Phong một phen. Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ, thiết thụ ông thở dài một hơi, vội vàng nói với Lý Thất Dạ. Không đi nhầm là tốt rồi, chúng ta đi lên đi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, hắn không quan tâm Tề Lâm đế nữ giá lâm chút nào, hắn đến xem thần phong chính là muốn xem tinh không, định vị cuồng thần hung địa, khóa chặt vị trí thi thể cuồng thần xuất thế. Chỉ sợ Nam Dương thiếu chủ, Kim Long thái tử sẽ không để chúng ta đi lên. Thẩm Hiểu San lúc này có chút lo lắng nói, vừa rồi ta thấy Nam Dương thiếu chủ bọn họ, những hùng chủ này bắt đầu dọn dẹp, đuổi một ít tu sĩ tiểu môn tiểu phái xuống núi. Lý Thiên Hào, Thẩm Kim Long bọn họ dọn dẹp cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ muốn nghênh đón Tề Lâm đế nữ thật tốt, bọn họ không muốn để một ít tạp ngư trà trộn vào. Huống chi đối với không ít trưởng môn hoàng chủ đại giáo cương quốc Tề Lâm cảnh nội mà nói, gặp thượng Tề Lâm đế nữ một lần cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên ai cũng không muốn bị đoạt danh tiếng. Chính vì vậy, cho dù Lý Thiên Hào, Thẩm Kim Long không có ý định như vậy, những cường giả đại giáo cương quốc này cũng sẽ đuổi tiểu môn tiểu phái Quan Thần Phong xuống núi. Lý Thất Dạ chỉ là cười một cái mà thôi, nói, nơi ta muốn đi, còn có ai có thể ngăn được ta. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, cái này lập tức đem thiết thụ ông giật mình kêu lên, hắn đã sớm có dự cảm không tốt, hiện tại hắn biết vì sao mà có dự cảm như vậy. Tiên sinh, nếu không chúng ta chờ lát nữa rồi lại đi lên đi, đợi thịnh hội giải tán rồi lại đi cũng không muộn, như vậy chúng ta cũng vừa vặn có thể thanh tĩnh. Thiết thụ ông vội hòa giải nói. Thiết thụ ông cũng không hy vọng tiểu tổ tông trước mắt này chọc thủng trời, vạn nhất kết thù với Tề Lâm đế gia, như vậy thiết thụ môn bọn họ còn cần lăn lộn sao? Không cần, hiện tại liền đi lên. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói xong liền hướng Quan Thần Phong đi đến. Thiết thụ ông và Thạch Tẩu không có cách nào, đành phải đi theo, ngược lại Hạ Trần có vài phần hưng phấn, bởi vì lên Quan Thần Phong, hắn có thể nhìn thấy Tề Lâm đế nữ. Ở dưới Quan Thần Phong, đã sớm có cường giả tu sĩ trấn giữ, đừng nói là tu sĩ tiểu môn tiểu phái, chính là tu sĩ bình thường. Nếu không có thanh danh cùng địa vị, đều không cho phép leo lên Quan Thần Phong, đều sẽ bị ngăn lại. Nhắc tới cũng quỷ dị, thời điểm Lý Thất Dạ leo lên Quan Thần Phong, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua tu sĩ canh giữ ở Quan Thần Phong. Những tu sĩ canh giữ ở giao lộ này vậy mà như là không có nhìn thấy bọn người Lý Thất Dạ, vậy mà tùy ý để bọn hắn leo lên Quan Thần Phong. Đi lên Quan Thần Phong một cách thông suốt như vậy, Thẩm Hiểu San bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối với chuyện như vậy. Bởi vì tu sĩ cường giả canh giữ ở giao lộ núi giống như hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Đây quả thực là chuyện không thể nào, bọn họ lại không có ẩn thân, những tu sĩ này làm sao có thể không thấy bọn họ. Đây chính là một trong những chỗ đáng sợ của đọc sách, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn những tu sĩ canh giữ ở giao lộ này một chút, liền có thể trong nháy mắt khống chế tâm thần của bọn hắn, dao động đạo tâm của bọn hắn. Đương nhiên những tu sĩ này đạo hạnh nông cũng là một nguyên nhân trong đó, bằng không, cũng không nhất định một ánh mắt có thể khống chế được tâm thần của bọn họ. Hôm nay đối với Vương Khiếu Thiên mà nói là một ngày rất vui vẻ,
Tuy rằng gần đây mọi việc không thuận lợi, nhưng hôm nay đối với hắn mà nói là một ngày thu hoạch phong phú, bởi vì hắn ở Quan Thần Phong kết nhận không ít truyền nhân hoặc trưởng lão đại giáo cương quốc. Có thể kết giao với những đại nhân vật này, đây cũng sẽ trở thành một đại tư bản của Vương Khiếu Thiên hắn. Trong tương lai, Vương Khiếu Thiên hắn luôn có thể đại triển thân thủ ở trong Tề Lâm cảnh. Vương Khiếu Thiên vốn là thời điểm vui mừng nhướng mày, trong lúc bất chợt hắn thấy được mấy thân ảnh quen thuộc, đây chính là bốn người thiết thụ ông bọn họ. Nơi này cũng là địa phương các ngươi có thể tới sao? Vương Khiếu Thiên lập tức đi tới, quát lạnh nói, lập tức xuống núi, ngoan ngoãn quỳ ở nơi đó, nếu không ra pháp chờ đợi. Vương Khiếu Thiên rất có ý dương oai, tuy rằng ở đây có một ít tu sĩ cường giả ghé mắt, nhưng cũng lười hỏi đến, dù sao thiết thụ môn cũng là tiểu môn phái Tây Đà quốc quản hạt. Người bên cạnh ta, lúc nào đến phiên ngươi hô to gọi nhỏ. Ngay tại thời điểm đám người thiết thụ ông không dám nói lời nào, thanh âm khoan thai của Lý Thất Dạ vang lên. Lúc này Lý Thất Dạ đi tới, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía. Lại là ngươi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Tây Đà Thái Tử không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Những chuyện không hài lòng gần đây đều do phàm nhân trước mắt này gây nên. Chó ngoan không cản đường, cút sang một bên. Lý Thất Dạ cũng lười nhìn Tây Đà Thái Tử một chút. Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào bên vách núi, nơi đó là phương vị tốt nhất để quan sát cuồng thần hung địa. Đồ không biết sống chết, hôm nay phong vân hội tụ, quần hùng tề tụ, nơi đây làm sao ngươi dám cản rỡ. Tây Đà Thái Tử cuồng nộ, mấy lần tại trước mặt Lý Thất Dạ ăn ba ba, hiện tại Lý Thất Dạ lại ở trước mặt mọi người trực tiếp nhục nhã hắn. Cái này sao có thể để Tây Đà Thái Tử chịu được? Tây Đà Thái Tử giơ bàn tay chộp Lý Thất Dạ, vừa ra tay là tiếng sấm nổ vang. Hắn không tin tà, hắn không tin phàm nhân đạo hạnh nông đến mức bỏ qua ở đây sẽ gây ra sóng gió gì. Cho nên hắn vừa ra tay là muốn bóp chết Lý Thất Dạ. Ách! Một tiếng vang lên, Tây Đà Thái Tử cũng không thể lập tức bóp chết Lý Thất Dạ, ngược lại hắn lập tức bị kẹt cổ. Cả người bị treo lên cao cao, cổ họng Tây Đà Thái Tử lập tức bị nắm chặt, hai mắt trắng dã, trong khoảng thời gian ngắn không thở nổi. Đột nhiên phát sinh dị biến như vậy, lập tức đưa tới không ít ánh mắt, ở trên ngọn núi rất nhiều tu sĩ cường giả đều dồn dập nhìn về bên này. Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, rất nhiều người đều chấn động. Lúc này Thái Tử Tây Đà rõ ràng là bị kẹt cổ, cả người bị treo lên cao, nhưng không ai nhìn thấy bất kỳ ai ra tay, bởi vì lúc này không có ai là bị kẹt cổ của Thái Tử Tây Đà. Giờ khắc này giống như một bàn tay vô hình bóp chặt cổ Thái Tử Tây Đà, bàn tay vô hình này giống như có thể bóp chết Thái Tử Tây Đà bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Thái Tử Tây Đà bị kẹt cổ, rất nhiều người đều nhìn xung quanh, bọn họ đều cho rằng vị cao nhân nào đó âm thầm ra tay. Trên thực tế, Thẩm Hiểu San bọn họ nhìn thấy bàn tay vô hình của Tây Đà Thái Tử bị bóp cổ, toàn bộ thân thể bị treo lên cao cao, bọn họ cũng không khỏi chấn động. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1797, giết người vô hình. Tây Đà Thái Tử bị kẹt cổ, cả người bị treo lên cao, tựa như một con gà con, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp chết. Nhìn thấy Tây Đà Thái Tử Vương Khiếu Thiên bị kẹt cổ, rất nhiều người đều không khỏi giật mình và ngoài ý muốn, mặc dù nói Vương Khiếu Thiên ở trong thế hệ trẻ tuổi không tính là thiên tài, nhưng cũng coi là kiệt xuất, ở trong đám người cũng coi là một vị tu sĩ trẻ tuổi có thực lực, hiện tại lại bị dễ dàng mà kẹt cổ. Không thể động đậy, tùy thời đều có thể bị bóp chết, cái này làm sao không khiến người ở đây giật nảy cả mình đây. Không ít người nhìn về phía Lý Thất Dạ, nhưng tu sĩ kinh nghiệm phong phú đều có thể liếc mắt liền nhìn ra Lý Thất Dạ cũng chỉ là phàm nhân mới vừa tu đạo không lâu. Hơn nữa đạo hạnh thập phần cạn, đó cũng chỉ là tiểu nhân vật cảnh giới đạo nghĩ mà thôi. Sau khi hắn có hỗn độn 1-200 đấu, căn bản không vào pháp nhãn của tất cả mọi người ở đây, không biết cao nhân phương nào ở đây. Sau khi nhìn thấy Tây Đà Thái Tử bị kẹp cổ, hai mắt Nam Dương thiếu chủ Lý Thiên Hào trợn lên, nhìn quanh bốn phía một chút, muốn xem xét là ai đang âm thầm kẹp cổ Lý Thiên Hào lại. Lý Thiên Hào quát khẽ một tiếng như vậy, điều này làm cho tu sĩ cường giả ở đây đều không khỏi nhìn xung quanh một chút, nhưng đều không nhìn thấy có bất kỳ người nào ra tay. Điều này làm cho không ít cường giả ở đây buồn bực, hoặc là có cao nhân khó lường trốn ở trong bóng tối. Nhưng cái này cũng không hợp tình lý, cao nhân chân chính cường đại đến trình độ nhất định, hắn muốn giết kẻ yếu. Căn bản cũng không cần trốn ở trong bóng tối giết người, trực tiếp lộ diện nghiền sát là được, cần gì giấu đầu giấu đuôi.
cao nhân ở đây. Lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói. Ầm một tiếng vang lên, ngay khi Lý Thất Dạ vừa nói xong, cả người Tây Đà Thái Tử đều bị nện mạnh xuống đất. Vào thời khắc này giống như có một cự trưởng vô hình đè ép Tây Đà Thái Tử Vương Khiếu Thiên xuống đất. Người! Lý Thiên Hào cũng không phải là vô cùng tin tưởng, bất luận nhìn Lý Thất Dạ như thế nào đều là phàm nhân mới nhập đạo. Điểm này tuyệt đối không thể gạt được đôi mắt của hắn. Sau khi Lý Thất Dạ 1-200 đấu hỗn độn kia, nói một câu khó nghe, đừng nói là hắn. Chính là Tây Đà Thái Tử nhẹ nhàng thổi một hơi đều có thể đem hắn tiêu diệt. Nhưng bây giờ Tây Đà Thái Tử ở trong tay của hắn lại giống như con kiến hôi. 3 lần 4 lượt tới trêu chọc ta, thật cho rằng ta là tượng đất không có hỏa khí hay sao? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Tây Đà Thái Tử bị trấn áp trên mặt đất, nhàn nhạt nói. Lúc này Lý Thất Dạ vừa nghĩ tới, toàn thân Tây Đà Thái Tử lập tức xương cốt răng rắc rung động, giống như có 100 ngọn núi đặt ở trên người hắn, muốn đem hắn ép tới vỡ nát. Nhất niệm ngự giá, đây chính là 1 trong 6 niệm của đọc sách. Là 1 trong 9 đại thiên thư, đọc sách không giống với những thiên thư khác, đọc sách cũng không ở chỗ tu luyện, mà là ở đạo tâm. Chỉ cần đạo tâm của ngươi cường đại bao nhiêu, ý niệm của ngươi sẽ cường đại bấy nhiêu. Sau khi ngươi tu luyện đọc sách, ngươi có thể ngự giá vạn vật. Ví dụ như loại thần thông hiện tại dễ dàng kẹp cổ Thái tử Tây Đà, chính là thần thông 1 trong 6 niệm của đọc sách. Hơn nữa đây còn là một thần thông nho nhỏ, chỉ cần đạo tâm của ngươi đủ mạnh mẽ, có thể nhất niệm đồ thần, nhất niệm diệt ma, thậm chí là nhất niệm vạn giới ban ngày, nhất niệm thập giới trời tối. Có thể nói, chỉ cần ngươi có một đạo tâm đủ cường đại, như vậy vạn vật thế gian chẳng qua chỉ là một ý niệm của ngươi mà thôi. Nếu như đạo tâm không đủ cường đại, cưỡng ép lấy ý niệm của mình đi ngự giá, vậy sẽ để cho đạo tâm của ngươi bạo tạc, thân tử đạo tiêu. Luận đạo tâm, trên đời này còn có người nào có thể địch nổi Lý Thất Dạ? Nhất niệm ngự giá, cho nên một ý niệm của Lý Thất Dạ muốn giết Tây Đà Thái Tử, đây chẳng qua là chuyện dễ dàng. Các hạ là ai? Thấy Thái Tử Tây Đà bị ép xuống đất, Thẩm Kim Long nhíu mày một cái, từ từ nói. Thẩm Kim Long đứng ở nơi đó, hoàng khí cuồn cuộn, trong cử chỉ có uy lực lăng nhân, làm truyền nhân của đế thống tiên môn, trên người hắn có khí thế tương xứng với địa vị của hắn. Khi thanh âm hắn trầm xuống, cho người ta một loại cảm giác uy áp, tựa như hoàng giả lăng nhân. Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không nhìn Thẩm Kim Long, chỉ nhìn Thái tử Tây Đà một chút. Lúc này hắn chỉ cần một ý niệm, lực lượng cũng theo đó mà cường đại. Đệ nhất hung nhân. Nghe được cái tên Lý Thất Dạ này, thần thái Thẩm Kim Long cũng không khỏi ngưng tụ. Hắn cũng nghe nói có sự tình liên quan tới việc Lý Thất Dạ ở trong thạch phường giết chết Thiên Hoàng Thái tử. Răng rắc. Từng tiếng xương vỡ vang lên, ngay lúc đó, Lý Thất Dạ vừa niệm lên, bàn tay vô hình ép nát xương cốt của Tây Đà Thái Tử. Lý Thiếu Chủ, cứu ta! Giờ khắc này Tây Đà Thái Tử thật sự sợ hãi, sinh tử ở trong một ý niệm của người khác, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, hắn không khỏi hét lên một tiếng. Phốc! Một tiếng vang lên, Tây Đà Thái Tử vừa thét lên cầu cứu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Trong nháy mắt biến thành huyết vụ, bàn tay vô hình này lập tức bóp Tây Đà Thái Tử thành huyết vụ, thi thể không còn. Có thể nói, Tây Đà Thái Tử hoàn toàn là bị ý niệm của Lý Thất Dạ bóp chết, phải biết rằng bằng đạo tâm vô địch của Lý Thất Dạ, coi như là đồ thần diệt ma cũng không phải việc khó gì, bóp chết Tây Đà Thái Tử, đó hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Giết người vô hình, đây là một trong những điểm đáng sợ nhất của đọc sách. Đương nhiên, đọc sách tuy rằng rất đáng sợ, rất cường đại, nhưng nó cũng cần đạo tâm vô cùng cường đại để chống đỡ, nếu đạo tâm không đủ cường đại, sẽ khiến đạo tâm của mình căng nứt. Tuy rằng đều có liên quan đến ý niệm, nhưng đọc sách lại có khác biệt rất lớn với vạn niệm hồ. Vạn niệm hồ có thể giúp ngươi cường đại vô hạn, có thể vì ngươi mà tụ lại ý niệm, tín ngưỡng vô hạn, mà đọc sách phải bản thân ngươi cường đại mới có thể phát huy uy lực vô hạn của nó, tiền căn hậu quả của cả hai vừa vặn là tương phản. Ngươi! Lý Thiên Hào ngay cả ra tay cứu giúp cũng không kịp, Thái tử Tây Đà sống sơ sơ bị bóp chết huyết vụ, điều này làm cho Lý Thiên Hào chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái tử Tây Đà chết thảm. Điều này làm cho Lý Thiên Hào tối tăm mặt mũi, trước khi chết Tây Đà Thái tử cầu cứu hắn, nhưng hắn lại không thể cứu Tây Đà Thái tử, đây là tương đương với Lý Thất Dạ khiêu chiến quyền uy của hắn. Họ Lý, ngươi quá ngông cuồng, dám lạm sát kẻ vô tội ở đây. Lý Thiên Hào lập tức phun trào khí hỗn độn, khí thế ngập trời, hai mắt hắn trợn trừng lộ ra sát ý. Ở trước mặt mọi người bị Lý Thất Dạ khiêu khích quyền uy,
Đây đối với Lý Thiên Hào mà nói là sự tình khó có thể chịu đựng. Huống chi, hắn là cháu của thượng thần, hắn có thượng thần che chở, hắn sợ qua người nào. Thì sao? Lý Thất Dạ hoàn toàn không để ý, lười biếng nói. Lý Thiên Hào vốn là đầy ngập lửa giận bị Lý Thất Dạ khiêu khích như thế, lập tức lửa giận ngút trời. Sát ý thiêu đốt, muốn xuất thủ với Lý Thất Dạ, nhưng vào thời khắc này lại bị Thẩm Kim Long ngăn cản. Thẩm Kim Long ngăn cản Lý Thiên Hào đang nổi bão. Hai mắt hắn thâm thúy, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một lát, từ từ nói, Lý huynh an tâm một chút. Lúc này Thẩm Kim Long nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, từ từ nói, hôm nay khó được thịnh hội, bất luận là người phương nào đến, tất cả mọi người hoan nghênh. Nhưng, đế nữ đích thân tới, chính là một đại thịnh sự, hy vọng chư vị có thể tiết chế, chớ làm phức tạp. Lúc này Thẩm Kim Long có vẻ khắc chế, không chỉ vì lúc này hắn không đoán ra Lý Thất Dạ trước mắt. Đồng thời hắn vất vả lắm mới tổ chức nghi thức nghênh đón Tề Lâm đế nữ lần này, hắn không muốn còn chưa bắt đầu đã làm hư. Quan trọng nhất là, cho dù hiện tại có thể chém giết Lý Thất Dạ trước mắt, vậy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đây chẳng qua là phát tiết tư phẫn mà thôi, nói không chừng phàm nhân trước mắt này còn có tác dụng lớn hơn nữa. Lúc này Thẩm Kim Long đã lên tiếng, Lý Thiên Hào cũng không tiện đập bảng hiệu của hắn, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, buông lời hung ác xuống, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút đấy. Lý Thất Dạ không để ý tới bọn người Thẩm Kim Long, phân phó bọn Thẩm Hiểu San bên cạnh nói, đi, đem cái bàn rời đến bên vách núi. Nói xong hắn một mình đi đến bên vách núi, nhìn lên bầu trời. Trong lúc nhất thời, bốn thầy trò thiết thụ ông hai mặt nhìn nhau, bọn họ không thể làm gì, cuối cùng là kiên trì, từ phía trước đưa đến một cái bàn và ghế. Trên đỉnh núi này, vốn đã bày ra tràng diện nghênh đón Tề Lâm đế nữ, trên đỉnh núi bày không ít bàn ghế, nhưng những thứ này đều là vật thuộc về những đại nhân vật như Thẩm Kim Long bọn họ. Hiện tại Lý Thất Dạ cưỡng ép để cho bọn người Thẩm Hiểu San dọn đi một cái bàn, một mình hưởng dụng, đây là sự tình bá đạo bực nào. Sau khi dọn đến một cái bàn, cũng không có ai đến ngăn cản bọn Thẩm Hiểu San, một cái bàn mà thôi, đối với bọn họ mà nói căn bản không tính là cái gì. Bất quá để tất cả cường giả ở đây cảm giác được quỷ dị chính là, phàm nhân trước mắt này đến tột cùng là lai lịch thế nào, làm cho người ta có chút không hiểu. Nếu như nói phàm nhân trước mắt này là giả heo ăn thịt hổ, mọi người cảm thấy lại không giống, một thân đạo hạnh của hắn đích xác là cảnh giới đạo nghĩ, hơn nữa thời gian nhập đạo cũng không lâu. Nhưng một phàm nhân như vậy, vừa rồi lại sống sờ sờ bóp chết cao thủ thế hệ trẻ tuổi như Thái tử Tây Đà. Càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, trước đó không lâu phàm nhân trước mắt này còn giết chết Thiên Hoàng Thái tử, một phàm nhân như vậy, thật sự là quá phách lối đi. Lúc này trong lòng một số đại nhân vật đều âm thầm suy đoán, hoặc là con riêng của một đại nhân vật nào đó trong một đại môn phái. Sau lưng hắn có người âm thầm bảo hộ hắn, cho nên mới khiến hắn kiêu ngạo, ương ngạnh như thế. Rất nhiều người nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy chỉ có loại suy đoán này là hợp lý nhất, đáng tin cậy nhất. Sau khi chuyển bàn ghế đến, Lý Thất Dạ độc cứ trước án, hắn phân phó một tiếng, Thẩm Hiểu San cầm bình, Hạ Trần đốt lò, hai sư huynh đệ thiết thụ ông làm trợ thủ, nấu trà thơm ở trước mặt mọi người. Sau một lát, sương trà lượn lờ, Thẩm Hiểu San dâng một chén trà thơm cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tĩnh tọa bên vách núi, ánh mắt của hắn khóa lại bầu trời, có một ngụm không một ngụm mà uống hương trà, hắn xem ngôi sao, lượng thiên vũ, lấy đó suy tính cuồng thần hung địa đại thế. Rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây, Lý Thất Dạ lại độc cứ trước án, ngạo thị quần hùng, độc ẩm hương trà. Thật giống như cả tòa quan thần phong chỉ có một mình hắn ở đây, điều này làm cho tất cả tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều chưa từng thấy qua người phách lối cao điệu như thế, phàm nhân trước mắt này quá không đem người ở đây để ở trong mắt. Chương 1798, Tề Lâm đế nữ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ độc chiếm tự rót, điều này làm cho rất nhiều cường giả ở đây đều khó chịu, tu sĩ cường giả ở đây, trong đó không thiếu đứng đầu một môn. Vua của một nước, ngày bình thường ở trong môn phái của chính bọn họ, ở trong cương quốc của chính bọn họ đều là cao cao tại thượng. Nếu như không phải vì tấn kiến Tề Lâm đế nữ, bọn họ cần gì phải hạ mình cao quý như thế? Hiện tại thì hay rồi, Tề Lâm đế nữ còn chưa nhìn thấy, lại để cho một phàm nhân ở trước mặt mình bày ra phổ phổ. Hơn nữa còn bày ra một cái phổ cực lớn, đem những người bọn họ ở đây đều coi như là chuyện, cái này sao có thể để cho trong lòng bọn họ thoải mái đây?
Về phần đám người Thẩm Hiểu San chờ đợi bên người Lý Thất Dạ không khỏi nơm nớp lo sợ, bọn họ ngày thường chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, làm sao gặp qua tràng diện lớn gì. Hôm nay ngược lại tốt, vậy mà ở trước mặt chư vị trưởng môn quân hoàng lộ ra một cái mặt to, hơn nữa ở trước mặt chư vị trưởng môn quân hoàng hoàn toàn là không nhìn sự hiện hữu của bọn họ. Cái này khiến bọn người Thẩm Hiểu San đứng ở bên người Lý Thất Dạ cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Cái này đặc biệt đối với người trẻ tuổi như Hạ Trần mà nói, vừa khẩn trương, lại hưng phấn. Tiểu nhân vật như bọn họ, lúc nào có thể ở trước mặt chư vị hoàng chủ trưởng môn đùa nghịch uy phong một lần như thế. Ngày thường, ở trước mặt những hoàng chủ trưởng môn này, đừng nói là đùa giỡn uy phong, nhìn thấy những hoàng chủ trưởng môn này. Tiểu nhân vật như bọn họ chỉ có cúi người gật đầu, thậm chí có khả năng ngay cả tư cách gặp mặt cũng không có. Hiện tại thì hay rồi. Sau khi bọn họ đi theo Lý Thất Dạ, chư vị hoàng chủ trưởng môn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, để cho bọn họ không chỉ là lộ ra một cái mặt thật lớn, còn có ba phần uy phong. Cảm giác như vậy, đối với người trẻ tuổi như Hạ Trần mà nói, vừa khẩn trương, vừa kích thích, nhưng đối với hắn mà nói, cũng đáng giá. Nếu có một ngày già đi, hắn cũng có thể ở trước mặt vãn bối khoác lác nói, từng có một ngày, hắn từng ở trước mặt bách hoàng vạn giáo ngạo thế độc lập. Đây là một đề tài nói chuyện khiến người ta vì đó mà tự hào cỡ nào. Chư vị hoàng chủ trưởng môn ở đây bị Lý Thất Dạ đoạt đi danh tiếng như thế, bị một phàm nhân coi thường như thế, cái này khiến trong nội tâm bọn họ đều không thoải mái. Hừ, cũng không biết là đại nhân vật nào làm chỗ dựa. Có hoàng chủ không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ độc cứ trước án 10 phần bất mãn. Bất kể là đại nhân vật nào làm chỗ dựa, sớm muộn gì tiểu tử này cũng xong đời. Cũng có trưởng môn cười một tiếng, chậm rãi nói, giết thiên hoàng thái tử là không có kết cục tốt, chờ xem có thu thập hay không. Vị trưởng môn này nói như vậy, không ít người đều âm thầm gật đầu đồng ý. Thiên hoàng quốc vốn là đế thống tiên môn, hiện tại truyền nhân của bọn họ bị một phàm nhân giết chết. Thiên hoàng quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi thiên hoàng thái tử chính là em vợ của Kim Qua lại làm sao sẽ buông tha phàm nhân như vậy. Dám đối địch với nam nhân sẽ trở thành đại đế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi một mình bên vách núi, trong lòng Lý Thiên Hào cũng bất mãn, không khỏi thấp giọng nói với Thẩm Kim Long bên cạnh. Thẩm huynh độ lượng quá tốt, đổi lại là ta, làm sao có thể để loại tiểu nhân này chơi dã. Cho dù sau lưng hắn có đại nhân vật làm chỗ dựa thì như thế nào, Lý mỗ ta không phải người sợ phiền phức, Thẩm huynh cũng không sợ bất luận kẻ nào. Lời này của Lý Thiên Hào cũng không phải là khoác lác, hắn là cháu của thượng thần. Thân phận địa vị cao đến mức rất nhiều hoàng chủ trưởng môn thấy hắn đều phải khom người ân cần thăm hỏi, huống chi, hắn có gia gia thượng thần che chở, hắn sợ qua ai. Mà địa vị Thẩm Kim Long cũng rất cao, gia nhật môn bọn họ vốn rất cường đại, huống chi. Sau lưng gia nhật môn bọn họ còn có Tề Lâm Đế ra làm chỗ dựa, thử hỏi một chút, gia nhật môn bọn họ sợ qua ai? Không cần gấp. Thẩm Kim Long chỉ cười nhạt một tiếng, từ từ nói, cho dù bây giờ Lý Huynh chém hắn, vậy thì đã sao? Đó chẳng qua là phát tiết tư phẫn cá nhân mà thôi. Bất cứ ai cũng có tác dụng của hắn, chỉ là vẻn vẹn giết kẻ địch, cũng chưa chắc là thu hoạch tốt nhất. Ý của Thẩm Huynh. Lý Thiên Hào không khỏi kinh ngạc một chút, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Thẩm Kim Long cố ý làm hòa, muốn dẹp yên trận chiến này, hiện tại nghe Thẩm Kim Long nói như vậy, tựa hồ có ý khác. Điện hạ sắp giá lâm, yên dung một tên tiểu bối làm càn ở đây. Bất kể hắn có lai lịch ra sao, mặc kệ hắn có thần thông gì, nhưng so với đế nữ, so với Tề Lâm Đế gia, vậy cũng không đủ thành đạo. Nếu ai dám khiêu khích Tề Lâm Đế gia, ai dám khiêu khích quyền uy của đế nữ, giết không tha. Nếu đến lúc đó Lý Huynh có thể giữ gìn quyền uy của Tề Lâm Đế gia, giữ gìn thần uy của đế nữ, đây là một công lớn. Thẩm Kim Long từ từ nói. Đương nhiên lời này cũng chỉ có Thẩm Kim Long và Lý Thiên Hào hai người có thể nghe được. Chuyện này, nghe được lời Thẩm Kim Long nói, hai mắt Lý Thiên Hào lập tức sáng lên. Thử nghĩ một chút, Tề Lâm Đế nữ chính là thiên kim Tề Lâm Đế gia, cao cao tại thượng, hậu duệ quý tộc vô song. Khi Tề Lâm Đế nữ đến, làm sao dung một vị tiểu bối càn rỡ, sau khi Tề Lâm Đế nữ đến, nếu như Lý Thất Dạ vẫn không biết sống chết, đụng phải Tề Lâm Đế nữ. Nếu như Lý Thiên Hào hắn có thể xuất thủ chém Lý Thất Dạ loại cuồng vọng này, đây không chỉ là có thể thắng được Tề Lâm Đế nữ hảo cảm, cái này cũng sẽ đề cao địa vị của hắn ở trong Tề Lâm cảnh. Công lớn như vậy, đương quy Thẩm huynh.
Lý Thiên Hào giật mình một cái, minh bạch vì cái gì Thẩm Kim Long muốn lưu Lý Thất Dạ, nguyên lai là muốn cầm Lý Thất Dạ tranh công. Không, nên thuộc về Lý Huynh. Thẩm Kim Long thản nhiên cười nói, ngày khác giả Nhật Môn ta cùng Tế Lâm Đế ra thông gia, cần công lao như thế nào chứ? Nhưng, sau khi Lý Huynh lập được đại công, chớ quên hôm nay. Lý Thiên Hào không ngờ Thẩm Kim Long lại hào phóng như thế, lập tức ôm quyền nói, Lý Huynh yên tâm. Ngày khác Thẩm Huynh có chỗ cần dùng tới Nam Dương thế gia ta, cứ việc phân phó là được, chỉ cần Lý Thiên Hào ta đủ khả năng, sẽ không chối từ. Có câu nói này của Lý Huynh, so với bất cứ thứ gì đều đáng giá hơn. Thẩm Kim Long mỉm cười nói. Ngay khi Thẩm Kim Long cùng Lý Thiên Hào đang nói chuyện bí mật mưu đồ, rất nhiều trưởng môn hoàng chủ ở đây đều nhao nhao bất mãn đối với Lý Thất Dạ. Về phần Lý Thất Dạ căn bản cũng không có quan tâm người ở chỗ này nghĩ như thế nào, ánh mắt của hắn quăng ở trên tinh không. Một lần lại một lần tìm kiếm tọa độ ngôi sao, phóng xạ tại cuồng thần hung địa, hắn muốn khóa địa cuồng thần chi thi xuất thế. So với vãn bối như Hạ Trần hưng phấn lại khẩn trương, thiết thụ ông thì lo lắng, hắn chờ Lý Thất Dạ cũng lưu ý chư vị hoàng chủ trưởng môn ở đây. Hiện tại càng ngày càng nhiều trưởng môn hoàng chủ bất mãn đối với Lý Thất Dạ, hắn đều có chút lo lắng Lý Thất Dạ là địch với mọi người. Ông. Một tiếng, ngay tại thời điểm rất nhiều hoàng chủ trưởng môn thấp giọng nghị luận, đối với Lý Thất Dạ kiêu ngạo cuồng vọng bất mãn, đột nhiên chấn động một cái. Trong chớp mắt này, trên bầu trời vãi xuống kim phấn, thanh thúy dễ nghe vang lên, tựa như có tinh linh màu vàng tản mát ở nhân gian. Trong lúc nhất thời đế uy như mây cuốn mây trôi, trên bầu trời rủ xuống từng đạo đại đế pháp tắc, đế uy mênh mông cuồn cuộn. Đế uy cuồn cuộn giữa thiên địa, tựa như đại đế đi tuần, toàn bộ thiên địa đều trở nên yên lặng. Dưới đế uy như vậy, khiến người ta cảm thấy kính nể, không dám có chút cản rỡ nào. Đế nữ đến rồi. Đế uy cuồn cuộn quét tới, các tu sĩ cường giả đều chấn động, không rõ ai kêu lên. Lúc này đại đạo trải dài, một nữ tử bước đến, một bước lên mây xanh, vừa rồi nàng còn xa cuối chân trời, nhưng sau một khắc đã bước lên quan thần phong, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lúc điện quang như lửa, Tề Lâm đế nữ đã leo lên quan thần phong, thậm chí có thể nói không ai thấy rõ Tề Lâm đế nữ từ chân trời nháy mắt leo lên quan thần phong như thế nào. Tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả thiên nhãn cũng theo không kịp tốc độ của nàng. Lúc này một nữ tử leo lên quan thần phong, khi nữ tử này xuất hiện thì đế uy rơi xuống đất, kim quang đầy đất. Giống như là mặt đất trải lên đế thảm hoàng gia, thần uy có mặt khắp nơi, không chỗ nào là không có. Nữ tử trước mắt này mặc phượng y, đầu đội mũ cao, bác cổ mà tuyệt mỹ, khó khăn dùng bút mực để hình dung nàng. Ở trên người của nàng tản mát ra một cỗ khí thế hậu duệ quý tộc vô song, nhưng mà huyết thống cao quý cũng không che lấp được dung nhan tuyệt thế của nàng. Nàng không chỉ là xuất thân cao quý mà thôi, vẻ đẹp của nàng, phong thái của nàng tuyệt đối có thể so sánh với gia thế của nàng. Đế nữ, nhìn thấy nữ tử trước mắt này, mọi người cũng chỉ có thể dùng một từ như vậy để hình dung nàng, thiên kim công chúa của Tề Lâm đế gia, hậu duệ quý tộc vô song, mỹ mạo tuyệt thế. Vừa thấy thành phố Khuynh Nhân, gặp lại Khuynh Nhân quốc, ba lần thấy tuyệt thế. Nhìn thấy Tề Lâm đế nữ trước mắt, điều này cũng có thể làm cho người ta tưởng tượng vì sao nhiều nam tử trẻ tuổi sau khi gặp nàng lại thần hồn điên đảo như thế, cơm nước không còn như thế. Một tuyệt thế nữ tử như vậy, chỉ sợ rất nhiều nam tử sau khi nhìn thấy, đều sẽ không thể tự kiềm chế mà yêu nàng. Tề Lâm đế nữ giá lâm, khi nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của Tề Lâm đế nữ, trong lúc nhất thời như si như say, cho dù là người đã từng gặp qua Tề Lâm đế nữ. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Tề Lâm đế nữ cũng là thần hồn điên đảo, rơi vào trong đó thật sâu, không cách nào tự kiềm chế. Điện hạ. Vào lúc này, không ít tu sĩ cường giả nhao nhao quỳ rạp xuống đất, cho dù không phải bởi vì nàng thân cao quý. Dưới đế uy mênh mông cuồn cuộn như thế, người đạo hạnh thấp đã sớm quỳ rạp trên mặt đất, thần phục dưới đế uy. Bái kiến điện hạ. Rất nhiều vãn bối đều quỳ rạp xuống đất, cung nghênh Tề Lâm đế nữ đến. Chỉ có số ít trưởng môn hoàng chủ miễn đại lễ, nhưng bọn họ vẫn khom lưng khom người. Trong sân cũng chỉ có Thẩm Kim Long là địa vị không cần quỳ gối xuống đất. Sau khi nhìn thấy Tề Lâm đế nữ, hắn cũng khom người. Nhìn dung nhan tuyệt thế của Tề Lâm đế nữ, trong lòng mừng như điên, trong ánh mắt khó che đậy được sự cuồng nhiệt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tề Lâm đế nữ, Thẩm Kim Long đã yêu nàng sâu đậm. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể để lão tổ tông già Nhật Môn đi Tề Lâm đế ra cầu hôn. Chư vị bình thân. Tề Lâm đế nữ mở miệng,
giọng nói vô cùng dễ nghe, trong tai lại lộ ra một cỗ quyền uy làm cho người ta không thể kháng cự. Khi rất nhiều người đứng lên, cũng không khỏi ngưỡng mộ Tề Lâm Đế Nữ trước mắt. Tề Lâm Đế Nữ chậm rãi đi tới, động tác của nàng ưu nhã như vậy, cao quý như vậy, làm cho người ta nhìn mãi không chán. Nàng chính là thần nữ thế gian, bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi tâm thần lay động. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1799, Ngạo Thị Thương Khung. Tề Lâm Đế Nữ chậm chậm đi tới, vạn người chú mục, trong lòng mọi người đều không khỏi có chút mong đợi, ở đây không ít tu sĩ cường giả, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi. Trong lòng bọn họ khát vọng cỡ nào có thể được Tề Lâm Đế Nữ yêu ái, chỉ sợ là có thể được Tề Lâm Đế Nữ liếc mắt nhìn nhiều, như vậy cuộc đời này cũng không tiếc. Lúc Tề Lâm Đế Nữ đi về phía trước, Thẩm Kim Long không khỏi ưỡn thẳng lưng, lồng ngực ưỡn cao, đây là nụ cười nhàn nhạt của hắn. Vào giờ phút này, Thẩm Kim Long thể hiện ra một mặt ưu nhã nhất, thong dong nhất của hắn. Mặc dù Thẩm Kim Long đã thể hiện ra vẻ mặt ưu nhã và ung dung nhất của mình, nhưng vào lúc này, trong lòng hắn cũng có một loại hưng phấn trước nay chưa từng có. Lúc này Tề Lâm Đế Nữ là đi tới chỗ hắn, chỉ một hành động nho nhỏ như vậy cũng đã khiến lòng hư vinh của Thẩm Kim Long có thể đạt được thỏa mãn trước nay chưa từng có. Mọi người thấy Tề Lâm Đế Nữ đi về phía trước, tất cả mọi người cho rằng Tề Lâm Đế Nữ là đi về phía Thẩm Kim Long. Nhìn thấy Thẩm Kim Long có thể được Tề Lâm Đế Nữ yêu ái, không biết đã khiến bao nhiêu người hâm mộ. Phải biết tu sĩ ở đây không mạnh bằng 1.000 cũng có mấy trăm, trong đó không thiếu một môn chủ, vua một nước, Tề Lâm có nhiều tu sĩ cường giả như vậy ở đây. Không thể được Tề Lâm Đế Nữ chào hỏi từng người, Tề Lâm Đế Nữ nhiều nhất cũng chỉ gật đầu nói một tiếng với mọi người mà thôi. Mà bây giờ Thẩm Kim Long lại có thể tự mình chiêu đãi Tề Lâm Đế Nữ, có thể cùng Tề Lâm Đế Nữ đích thân nói chuyện. Có thể được Tề Lâm Đế Nữ yêu ái, đó là cơ hội khó được cỡ nào, đó là sự tình để cho người ta tha thiết ước mơ cỡ nào. Mặc dù nói rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây hâm mộ, đặc biệt là nam tử trẻ tuổi, càng hâm mộ ghen tị, bất quá bọn hắn cũng không thể không phục. Luận xuất thân, luận huyết thống, luận đạo hạnh, luận thiên phú, Thẩm Kim Long đều là người kiệt xuất nhất trong tất cả mọi người ở đây, những người khác ở đây đều không cách nào so sánh. Thử nghĩ một chút, ở đây bao nhiêu người nghĩ đến Tề Lâm Đế Nữ liếc mắt một cái cũng không thể, mà mình lại có thể cùng Tề Lâm Đế Nữ đích thân nói chuyện với nhau. Thậm chí là có thể làm bạn bên cạnh Tề Lâm Đế Nữ, đây là sự tình để bao nhiêu người hâm mộ, đây là một sự tình phong quang cỡ nào. Cho nên dù giờ phút này trong lòng Thẩm Kim Long vô cùng hưng phấn, lòng hư vinh của hắn đã thỏa mãn trước nay chưa từng có. Nhưng hắn đều tận lực để cho mình biểu hiện ra một bộ thần thái thong dong ưu nhã, để cho mình thoạt nhìn càng có thần thái, càng có thể hấp dẫn Tề Lâm Đế Nữ chú ý. Khi Tề Lâm Đế Nữ tới gần, Thẩm Kim Long không khỏi ưỡn ngực, lộ ra nụ cười tự nhận là tiêu sái nhất, mê người nhất, phong độ nhất. Hắn ưu nhã cao quý nói, điện hạ đích thân tới, chính là chúng ta. Nhưng mà tại thời điểm Thẩm Kim Long dùng tư thái tiêu sái mê người nhất nghênh đón, Tề Lâm Đế Nữ lại không dừng bước, mà như nước chảy mây trôi đi qua bên người Thẩm Kim Long. Tề Lâm Đế Nữ không dừng bước trước mặt mình mà như mây trôi nước chảy, lập tức khiến Thẩm Kim Long cứng đờ. Hắn vốn là một bụng đầy lời lẽ tao nhã, trong khoảng thời gian ngắn không dùng được, vừa mở miệng đã nuốt tất cả lời lẽ trở về, loại cảm giác này giống như nuốt phải một con ruồi vậy. Tề Lâm Đế Nữ lướt qua Thẩm Kim Long, đi tới bên vách núi, chớp mắt trước đó liền đi tới bên cạnh Lý Thất Dạ. Tề Lâm Đế Nữ đích thân tới, tựa như thiên nữ tiên tử, điều này làm cho thầy trò bốn người Thiết Thụ ông đều quỳ lạy trên mặt đất, cẩn trọng, thấp giọng hô, đệ tử Thiết Thụ môn bái kiến điện hạ. Vào giờ phút này, lúc phục lạy dưới đất, bốn sư phụ Thiết Thụ ông đều có cảm tưởng không giống nhau, đối với Thiết Thụ ông mà nói. Trong cẩn trọng còn có mấy phần cảm khái, Thiết Thụ môn bọn họ có đáng là gì, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Thân phận như hắn trước kia ngay cả tư cách bái kiến Tề Lâm Đế Nữ cũng không có, cho dù có tư cách bái kiến, chỉ sợ cũng phải xếp ở ngoài trăm dặm, quỳ lạy trong biển người mênh mông. Hiện tại Thiết Thụ môn bọn họ lại có thể gần trong gang tấc bái kiến Tề Lâm Đế Nữ, đó đều là bởi vì Lý Thất Dạ. Về phần thế hệ trẻ tuổi như Hạ Trần, đó là hưng phấn đến không thể chính mình. Hắn nhìn Tề Lâm Đế Nữ một cái, liền đem đầu thật chặt mà cúi thấp xuống, hắn hưng phấn đến hai chân đều đang phát run. Có thể gần trong gang tấc bái kiến Tề Lâm Đế Nữ, trước kia hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, tồn tại cao cao tại thượng như Tề Lâm Đế Nữ, đó là xa không thể chạm.
Tiểu nhân vật như bọn họ căn bản không thể gặp mặt một lần, bây giờ lại có thể vừa thấy chân dung Tề Lâm đế nữ, đối với hắn mà nói đây đã là đề tài lớn nhất trong cuộc đời hắn. Sau này trở lại Thiết Thụ môn, hắn cũng có thể khoác lác với đồng môn, hắn cũng là người đã gặp Tề Lâm đế nữ. Thẩm Hiểu San nhìn thấy Tề Lâm đế nữ, cũng không thể tưởng tượng nổi, trong lòng nàng Tề Lâm đế nữ không chỉ cao cao tại thượng, hơn nữa còn là đệ nhất mỹ nữ, hôm nay vừa thấy chân dung Tề Lâm đế nữ, nàng cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Tuy rằng chính nàng cũng xinh đẹp, nhưng so sánh với Tề Lâm đế nữ, ánh sáng đom đóm giống như trăng sáng giữa trời là không đủ thành đạo. So với dung nhan tuyệt thế của Tề Lâm đế nữ, hậu duệ quý tộc vô song, Thẩm Hiểu San cũng không khỏi tự ti mặc cảm, mình ngay cả một tiểu nha hoàn cũng không bằng. Lúc này Tề Lâm đế nữ đi tới bên cạnh Lý Thất Dạ, cúi đầu, nói, Đăng Lâm Thần Phong, tiên sinh nhã hứng, không biết Mộng Oánh nên xưng hô tiên sinh như thế nào. Tề Lâm đế nữ cúi đầu chào hỏi Lý Thất Dạ, lập tức làm mọi người kinh hãi. Giờ phút này rất nhiều người há hốc mồm, trong lúc nhất thời mọi người không nói nên lời, không biết bao nhiêu người không thể tin vào mắt mình. Tề Lâm đế nữ, đây chính là thiên kim công chúa của Tề Lâm đế gia, chính là cành vàng lá ngọc cao cao tại thượng, bao nhiêu người muốn được nàng liếc mắt một cái cũng không được. Hiện tại Lý Thất Dạ lại có thể được Tề Lâm đế nữ tự mình ân cần thăm hỏi, đây là chuyện khiến người giật mình cỡ nào. Thẩm Kim Long vốn đang đứng sững ở đó, sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn lập tức lúc xanh lúc đỏ, thần thái vô cùng khó chịu, địa vị của hắn còn không bằng một phàm nhân không rõ lai lịch. Về phần Hạ Trần bọn họ cũng là há to miệng, bọn họ rung động đến ngây ngốc ở nơi đó, thật lâu không thể hồi hồn lại. Lý Thất Dạ kiêu ngạo, Lý Thất Dạ thần bí, bọn họ đều đã thành thói quen, nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ có thể cao đến tình trạng như vậy. Có thể được Tề Lâm đế nữ tự mình ân cần thăm hỏi, chuyện như vậy nếu là trước kia, bọn họ tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, đối với lời hỏi thăm của Tề Lâm đế nữ, Lý Thất Dạ thờ ơ, thậm chí Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối đều không có nhìn Tề Lâm đế nữ một chút. Lúc này ánh mắt của Lý Thất Dạ vẫn là khóa chặt tinh không, ánh mắt của hắn một lần lại một lần quét qua mỗi một ngôi sao trong thiên vũ. Lý Thất Dạ liền để ý đều mặc kệ, đây mới là thời điểm để tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, phải biết rằng cử chỉ như vậy là hành vi thập phần vô lễ. Tề Lâm đế nữ chính là người ra sao, hậu nhân của tiên vương, truyền nhân của Tề Lâm đế gia. Thân phận cao quý bực nào, địa vị của nàng là quyền uy bực nào, hôm nay lại để cho một phàm nhân lạnh nhạt. Điều này làm cho tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều chấn động đến há to miệng, sau một khắc. Thậm chí có không ít người trong lòng phẫn nộ, Tề Lâm đế nữ thế nhưng là biểu tượng quyền uy chí cao của Tề Lâm cảnh bọn họ. Hiện tại phàm nhân Lý Thất Dạ này cũng dám coi thường truyền nhân Tề Lâm đế gia bọn họ như thế, đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Thẩm Hiểu San bọn họ thấy một màn như vậy đều mắt choáng váng, thời điểm khi bọn họ lấy lại tinh thần, bọn họ cũng không khỏi thay Lý Thất Dạ sốt ruột. Đặc biệt là Thiết Thụ Ông, đối với Thiết Thụ Ông mà nói, trong lòng hắn đều vô cùng sốt ruột, trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm cầu nguyện, tiểu tổ tông. Tốt xấu gì ngươi cũng nói một câu nha, cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là đắc tội cả Tề Lâm đế gia, vậy sau này Tề Lâm cảnh chẳng phải là không có chỗ đứng sao. Lý Thất Dạ không thèm để ý tới, khiến Tề Lâm đế nữ ngơ ngác. Tề Lâm đế nữ là người thế nào? Trong chớp mắt nàng nhìn ra manh mối, vì lúc này Lý Thất Dạ không phải đang sĩ diện mà gã không chú ý đến nàng. Ánh mắt gã khóa chặt trên bầu trời, khóa chặt tọa độ tinh không. Điều này cũng làm cho Tề Lâm đế nữ cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, ánh mắt của nàng cũng nhìn lên bầu trời. Nàng cũng nhìn tinh không trong bầu trời, nàng cũng hy vọng có thể từ nơi này nhìn ra một chút manh mối. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ độc chiếm trước án, nhìn cũng không nhìn Tề Lâm đế nữ một cái. Mà Tề Lâm đế nữ chỉ có thể lặng lặng đứng ở nơi đó, thoáng cái để cho cả tràng diện trở nên yên tĩnh. Lúc này, tất cả tu sĩ ở đây là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn bộ tràng diện trở nên thập phần quỷ dị. Không ít trưởng môn hoàng chủ ở đây đều hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này rất nhiều trưởng môn hoàng chủ đều hiểu lầm, cho rằng Lý Thất Dạ không để ý tới Tề Lâm đế nữ. Để nàng là không xuống được bậc thang, trong lúc nhất thời để cho cả tràng diện đều tại thời khắc này cứng đờ. Lúc này rất nhiều người cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không biết nên làm thế nào để giảm bớt bầu không khí như vậy, đi giảng hòa một chút. Toàn bộ bầu không khí thoáng cái cứng lại, Thiết Thụ Ông có một cỗ xúc động khóc. Hắn đều cầu nguyện Lý Thất Dạ có thể nói một câu, còn tiếp tục như vậy,
đây chẳng phải là muốn cùng Tề Lâm đế nữ trở mặt. Ngay lúc này, Thẩm Kim Long nháy mắt với Lý Thiên Hào. Lý Thiên Hào lập tức hiểu ý Thẩm Kim Long, lập tức đứng dậy, quát lớn với Lý Thất Dạ, tiểu nhi vô tri, nhìn thấy công chúa điện hạ của chúng ta, còn không mau quỳ xuống. Vào giờ khắc này, Lý Thiên Hào đột nhiên đứng ra mạnh mẽ xuất đầu, thoáng cái phá vỡ bầu không khí cứng đờ, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập trên người Lý Thiên Hào. Bị Lý Thiên Hào nhảy ra quát một tiếng, Tề Lâm đế nữ cũng thu hồi ánh mắt từ trong thiên vũ, nàng nhẹ nhàng mà nhíu mày một cái. Đang muốn mở miệng, nhưng mà trong nháy mắt này nàng lại được cao nhân chỉ điểm, nàng đành phải lập tức trầm mặc. Lúc này nhận được ánh mắt của Tề Lâm đế nữ, điều này khiến Lý Thiên Hào như được tiêm máu gà. Trong chớp mắt này hắn hưng phấn hẳn lên, quên hết tất cả. Vào giờ khắc này hắn chỉ muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt Tề Lâm đế nữ, lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Tề Lâm đế nữ. Đặc biệt là lúc này Tề Lâm đế nữ không lên tiếng, điều này làm cho Lý Thiên Hào hiểu lầm lấy hành vi của hắn được Tề Lâm đế nữ tán đồng. Chương 1800, nhất niệm tắc vô địch. Kẻ cuồng vọng, Lý Thiên Hào ta chưa bao giờ giết người sau lưng. Lúc này Lý Thiên Hào càng thêm dũng khí, nghiêm nghị nói, hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức đứng lên tiếp nhận khiêu chiến của ta. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lý Thất Dạ quét ngôi sao lúc này mới chậm rãi quay đầu lại. Vào giờ khắc này hắn mới nhìn Tề Lâm đế nữ một cái, sau đó nhìn bầu trời xa xa, cuối cùng mới nhìn Lý Thiên Hào một chút, vừa cười vừa nói, khiêu chiến, không sai. Lý Thiên Hào lúc này thần thái phấn chấn, thần khí vạn phần, cười lạnh nói, ngươi dám đại bất kính với điện hạ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai với điện hạ còn không kịp, nếu không để cho ngươi muôn lần chết không chuộc. Lúc này trong lòng Lý Thiên Hào hưng phấn vô cùng, hôm nay hắn vì Tề Lâm đế nữ tranh một hơi, cái này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng Tề Lâm đế nữ. Chỉ bằng ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói, cũng có thể để cho ta vạn tử không chuộc. Ở trước mặt mọi người, ngay trước mặt Tề Lâm đế nữ, bị một tiểu bối vô danh như Lý Thất Dạ xem nhẹ, điều này làm cho Lý Thiên Hào giống như đánh máu gà nuốt không trôi cục tức này. Tiểu súc sinh, hôm nay ta muốn cho ngươi nếm thử sự lợi hại. Lúc này Lý Thiên Hào quát lớn một tiếng, trong nháy mắt ầm một tiếng vang lên. Ngay lúc này, Lý Thiên Hào phóng ra tinh lực. Khí hỗn độn phun trào, khí hỗn độn mà hắn phun ra tựa như là thác nước thiên địa xông ngược lên vòm trời. Lý Thiên Hào cũng không giữ lại chút nào, tất cả hỗn độn khí điên cuồng oanh tạc, tựa như trăm thác trời thác nước xông lên tận trời, tiếng nổ vang bên tai không dứt. Dưới hỗn độn khí như thế, cả tòa quan thần phong đều giống như là lay động, thật giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong kinh đào hải lãng. Hỗn độn khí 960 vạn đấu. Nhìn thấy Lý Thiên Hào thả ra tất cả hỗn độn khí của mình, có lão hoàng chủ cân nhắc hỗn độn khí của hắn một chút, không khỏi thầm giật mình. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Hào đã đạt đến cảnh giới đạo tôn, hơn nữa cảnh giới đạo tôn của hắn đã rất thành thục. Không bao lâu nữa là có thể tụ tập đủ 1.000 vạn đấu hỗn độn khí, đến lúc đó hắn có thể đột phá bình cảnh của cảnh giới đạo tôn, bước vào cảnh giới đạo hiền. Phải biết rằng Lý Thiên Hào còn rất trẻ, xuất đạo còn thấp, đã có thực lực như vậy, cái này có thể nói là tiềm lực vô tận. Có thể nói, Lý Thiên Hào cũng không chỉ ỷ vào uy danh của gia gia hắn, bản thân hắn cũng là thực lực hùng hậu, cũng không phải là một đệ tử thế gia bất học vô thuật. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Ngay trong nháy mắt này, Lý Thiên Hào cuồng hống một tiếng, bàn tay lớn ở dưới hỗn độn chi khí quanh quần hướng Lý Thất Dạ chụp tới, có một chưởng bóp chết Lý Thất Dạ sát phạt. Thật sao? Chứng kiến hỗn độn bàn tay to quanh quần, Lý Thất Dạ chỉ là cười một cái, hai mắt ngưng tụ, ý niệm khẽ động. Ầm một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, tựa như có một bàn tay vô hình vỗ xuống, trong nháy mắt đánh tan hỗn độn quanh quần trên bàn tay Lý Thiên Hào, muốn vặn gãy bàn tay lớn của Lý Thiên Hào. Lý Thiên Hào kinh hãi, hét dài một tiếng, kèm một tiếng vang lên, kiếm minh không ngừng, trong nháy mắt này Lý Thiên Hào thần kiếm xuất thủ. Một kiếm hàn quang chiếu cửu châu, một kiếm quét sạch bát phương, muốn chém cái này vô hình đại thủ đánh tới. Lý Thiên Hào chém ra một kiếm, chính là thần quang chiếu sáng, tựa như là một vị thần linh xuất thủ. Phải biết rằng thanh thần kiếm trong tay Lý Thiên Hào này chính là gia gia của hắn tự tay ban thưởng, nó là mang theo uy lực của thượng thần, đây là một thanh đạo binh vô cùng cường đại. Phanh một tiếng vang lên, một kiếm chạm ở trên bàn tay lớn vô hình, tinh hỏa bắn tung tóe, giống như là chém ở trên đồ vật cứng rắn nhất thế gian,
Trên thực tế, đạo tâm của Lý Thất Dạ cũng là đồ vật cứng rắn nhất thế gian. Keng! Một tiếng vang lên, ngay sau đó, thần kiếm trong tay Lý Thiên Hào lại là bị bàn tay to vô hình bẻ gãy. Dưới ý chí vô địch của Lý Thất Dạ, chỉ là một thanh trường kiếm của thượng thần thì tính là cái gì? Ầm một tiếng, Lý Thiên Hào còn không rõ chuyện gì xảy ra, hắn bị bàn tay vô hình to lớn vô cùng này đập mạnh xuống mặt đất. Trong nháy mắt tựa như trăm ngàn ngọn núi ép lên người hắn, ép tới mức hắn phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này thật sự là quá rung động lòng người, từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ ngay cả một ngón tay cũng không có động một cái. Hắn chính là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng lại trong nháy mắt đem Lý Thiên Hào đánh bại. Lúc này bất luận là ai cũng hoài nghi, đây tuyệt đối không phải Lý Thất Dạ xuất thủ. Nhất định là có đại nhân vật thế hệ trước vô cùng cường đại đang âm thầm bảo hộ lấy Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, dựa vào đạo hạnh của Lý Thất Dạ căn bản làm không được. Tề Lâm Đế Nữ cũng giật nảy mình, với thực lực hôm nay của nàng thì hoàn toàn có thể nhìn ra được Lý Thất Dạ không che giấu đạo hạnh của mình. Hắn đúng là người mới đạo nghĩ cảnh, nhưng trong nháy mắt đánh bại Lý Thiên Hào, thật không thể tin được. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đúng lúc này, từng tiếng xương vỡ vang lên, dưới sự nghiền ép của bàn tay vô hình, xương cốt toàn thân Lý Thiên Hào vỡ vụn. Trong lúc nhất thời máu tươi của Lý Thiên Hào nhuộm đỏ mặt đất, trong chớp mắt này, Lý Thiên Hào cảm giác tử vong cách mình gần như thế. Nhìn thấy một màn như vậy, Tề Lâm Đế Nữ đang muốn đứng ra, nói giúp Lý Thiên Hào, dự định cứu Lý Thiên Hào. Nhưng trong bóng tối lại có người ngăn cản nàng làm như vậy, Tề Lâm Đế Nữ đành phải đứng bất động. Ầm, một tiếng vang lên, tại sống chết trước mắt, đột nhiên một cỗ thần uy tàn sát bừa bãi. Trong cơ thể Lý Thiên Hào toát ra một viên phù văn, lúc này viên phù văn này vừa xuất hiện tựa như một tôn thần linh đích thân tới. Thần uy vô cùng đáng sợ trong nháy mắt nghiền ép tám phương, khiến cho rất nhiều cường giả đều không khỏi run rẩy một chút, bọn họ lập tức hiểu được đây là lực lượng của Thượng Thần. Không hề nghi ngờ, đây là gia gia của Lý Thiên Hào vì bảo vệ hắn, gieo xuống trong cơ thể hắn một phù văn, ở thời điểm nguy hiểm có thể cứu hắn một mạng. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nổ vang lên, trời đất rung chuyển, toàn bộ quan thần phong đều lay động. Vào thời khắc này giống như một vị thần linh nâng lên bàn tay vô hình đang trấn áp trên người Lý Thiên Hào. Nam Dương Thượng Thần, lúc này mọi người đều hiểu đây là chuyện gì, đều hiểu đây là thủ đoạn gia gia Lý Thiên Hào lưu lại che chở cho hắn. Cảm nhận được sức mạnh của Thượng Thần, không ít trưởng môn hoàng chủ đều kính sợ, đây chính là sức mạnh của Thượng Thần, cho dù Thượng Thần không đích thân tới. Nhưng là Thượng Thần còn sống trên thế gian, sức mạnh hắn lưu lại có thể dễ dàng nghiền nát những trưởng môn hoàng chủ bọn họ. Trốn trong bóng tối thì có bản lĩnh gì chứ, mau hiện thân đi. Nhìn thấy sức mạnh của Thượng Thần đang chống lại sức mạnh vô hình, Thẩm Kim Long cho rằng cơ hội đã tới, hét dài một tiếng, nháy mắt ra tay. Trong chớp mắt Thẩm Kim Long là đế uy ngút trời, cảnh giới đạo hiền gã không giữ lại lực lượng của mình. Kèm một tiếng thương ngân thương như tuyết, gã một thương đâm thẳng vào Lý Thất Dạ, đâm thẳng vào yết hầu Lý Thất Dạ. Thẩm Kim Long một thương, chính là đại đế chi thuật, thương tẩu long đằng, sáng như tuyết vô song, đế uy xé rách hết thảy phòng ngự. Thương kình đánh xuyên hết thảy ngăn cản, một thương nhanh như thiểm điện, không hề có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước cổ họng Lý Thất Dạ. Dầm một tiếng vang lên, trường thương của Thẩm Kim Long còn chưa đâm tới yết hầu của Lý Thất Dạ, liền trong nháy mắt bị chặn lại. Vẫn không có bất kỳ người nào xuất thủ, vẫn như cũ giống như là một bàn tay vô hình chặn lại một thương của Thẩm Kim Long. Đánh lén, ánh mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, ý niệm vừa động. Kèm một tiếng vang lên, trường thương của Thẩm Kim Long lập tức bị bẻ gãy. Ách! Thẩm Kim Long còn chưa kịp phản ứng, cổ của hắn đã bị kẹt cứng, toàn bộ thân thể bị treo lên. Thẩm Kim Long còn tưởng rằng mình dùng một thương đánh lén có thể giết chết Lý Thất Dạ. Không nghĩ tới căn bản cũng không có tác dụng, hiện tại hắn bị kẹt cổ, giống như là một con gà con, tùy thời đều có thể bị bóp chết. Điện hạ, cứu ta! Ngay tại sống chết trước mắt, Thẩm Kim Long không khỏi thở hổn hển kêu to một tiếng, cầu cứu Tề Lâm Đế Nữ. Tề Lâm Đế Nữ lúc này cũng không thể ngồi yên không để ý tới, dù sao Lý Thiên Hào và Thẩm Kim Long đều là đệ tử thuộc về môn hạ Tề Lâm Đế gia, nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng lúc Tề Lâm Đế Nữ muốn cứu giúp, Lý Thất Dạ chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua. Một ánh mắt nhàn nhạt như vậy, trái tim Tề Lâm Đế Nữ run lên một cái, ánh mắt nhàn nhạt này đại biểu cho chí cao vô thượng. Ánh mắt này đại biểu cho thẩm phán tuyệt đối. Tề Lâm Đế Nữ đã từng gặp qua hạng người vô địch chân chính. Khi nàng vừa thấy ánh mắt này, nàng liền biết đây là ý vị gì.
Toàn thân nàng lập tức bốc lên hàn khí, cả người tựa như rơi vào trong hầm băng, loại ánh mắt này chỉ có tồn tại chí cao vô thượng mới có thể có được. Cạch một tiếng vang lên, ngay trong nháy mắt này, cổ của Thẩm Kim Long bị bóp gãy, một mạng kêu vang, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị bóp chết. Còn có chút bản lĩnh nha, lúc này thấy lực lượng thượng thần ngăn trở ý niệm của mình, Lý Thất Dạ chỉ cười một cái mà thôi, ý niệm lại tăng cường một chút. Oanh, 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 một trận tiếng oanh minh càng thêm vang dội, thời điểm ý chí của Lý Thất Dạ lần nữa tăng cường, viên phù văn này có chút không chịu nổi lực lượng ý niệm của Lý Thất Dạ. Nhất niệm ngự giá, một trong sáu niệm của đọc sách, dựa vào đạo tâm tuyệt thế vô song của Lý Thất Dạ. Hắn có thể nhất niệm che trời, có thể nhất niệm động nhật nguyệt, về phần đồ thần diệt ma, vậy tuyệt đối không phải nói chơi. Ba một tiếng, vào lúc này viên phù văn vỡ vụn tản mát ra hào quang, trong hào quang hiện lên một thân ảnh cao lớn. Khi thân ảnh cao lớn vô cùng này hiển hiện, ầm một tiếng vang thật lớn, vô địch thần uy điên cuồng phun trào, giống như biển rộng mênh mông bao phủ đại địa. Ầm một tiếng vang lên, thân ảnh cao lớn hiện ra này nâng ý niệm cường đại của Lý Thất Dạ lên, Nam Dương Thượng Thần. Nhìn thấy bóng người cao lớn này, có người hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy. Tuy rằng Nam Dương Thượng Thần không có đích thân tới, nhưng mà lực lượng như vậy đã khủng bố đến mức không cách nào hình dung. Tiểu thần mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, ánh mắt mãnh liệt. Oanh! Một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ ý niệm lần nữa tăng cường, tựa như một cự quyền vô hình hung hăng nện xuống, lập tức đem thân ảnh cao lớn vô cùng này nện ngã. Ầm, 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 trong nháy mắt, quyền lớn vô hình hung hăng nện xuống một quyền lại một quyền, hung hăng nện ở trên mặt thân ảnh cao lớn. Các bạn vừa nghe xong tập 180 của bộ truyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.